nhiều kinh nghiệm hơn. Rồi. Đợi tí này. Nội dung hôm nay thì mình sẽ học toàn... bữa trước thì thầy đã giới thiệu sơ qua về một số cái React Hook rồi đúng không? Đó, thì trong quá trình làm thực ra là cái này chủ yếu là nội dung các bạn sẽ học. Các bạn sẽ đọc nội dung lý thuyết xem thử là trường hợp gì nó áp dụng. Bữa trước thầy cũng sẽ nêu một vài cái trường hợp cụ thể là mình sẽ sử dụng thằng nào trong cái ngữ cảnh như thế nào. Thì cái này nếu mà nói suông ấy, thì nó khá là khó hiểu. Nên là mình nên là làm tới đâu ấy, trong quá trình làm á thì đụng phải thầy sẽ giải thích lại thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Đó, thì mình tạm thời skip qua phần 8 này. Đấy, phần 8 này là phần khá là quan trọng nha, nhưng mà không phải là mình không học mà là mình học đan xen trong những phần khác. Thì nội dung của phần 9 ấy, là networking. Thì các bạn nghe đến khái niệm là API bao giờ chưa? Hay là khái niệm REST API hay là API bao giờ chưa? Hay là Web API? Đã nghe bao giờ chưa? Này. Nó có nhiều cái định nghĩa nhưng về cơ bản á, mình hiểu API là viết tắt của Application Programming Interface, được chưa? Và bỏ qua cái định nghĩa đi thì nó có tác dụng để làm gì? Thì sẽ thường thường các bạn viết web sẽ có hai hình thức. Một là các bạn viết web ở phía gọi là server side render và client side render. Nghe hai khái niệm bây giờ chưa? Đấy, server side render là nghĩa thế là thế nào? Anh Nguyên biết không? Nghe phân tích nhỉ, server là phía server gì đó đúng không? Đấy. Cái câu server side render và client side render nó chỉ khác nhau chữ server với client. Thì mình hiểu ở đây là server là phía máy chủ, client là phía máy khách. Máy khách ví dụ trong mô hình máy khách máy chủ á thì máy khách chính là các cái thiết bị như là máy tính này hoặc là điện thoại hoặc là tablet, nhưng nói chung là những cái thiết bị cá nhân của mình. Thì server side render là sao? Side là cái trang web của mình á, hay là cái trang của mình. Rồi render là được tạo ra, nó được gọi là hình thành lên á khi nào đó. Thì server side render nghĩa là một website nó được tạo dựng ở phía server, và khi mà người dùng truy cập tới ấy, nó chỉ trả toàn bộ cái trang giao diện về cho người dùng đó. Còn client side render ấy, thì đại khái nó giống như kiểu là nó sẽ trả về cho người dùng những toàn bộ những tài nguyên để có thể tạo nên được một cái website đó. Và người dùng ở phía máy khách, người dùng ấy, nó sẽ chỉ cho là làm cách nào để anh tạo được cái website từ những cái dữ liệu đó và nó dựng lên cái website ở phía trang người dùng đó. Kiểu giống như là thay vì các bạn lên mạng nhé, đặt một chiếc túi đặt về thì khi người ta giao hàng tới thì các bạn đã có một chiếc túi xách có thể sử dụng được luôn. Đấy, còn trường hợp đó là giống như server side render. Còn client side render á, nó giống như kiểu là thay vì gửi một cái túi, nó gửi bữa nay nó chào thịnh hành cái chào lưu là có một cái khung đó, nó gửi xong nó gửi hướng dẫn sử dụng này, nó gửi kim chỉ này về, các bạn sẽ thêu ra gọi là từ những cái vật dụng đó tạo ra một cái túi gọi là đơn giản thôi từ những cái vật liệu đó. Thì có nghĩa là cái nó gửi cho mình ấy, không phải là một cái website hoàn chỉnh mà là một cái những cái tài nguyên, cái nguyên liệu để tạo nên cái website hoặc là cái túi đó thôi, thì nó là phía client side render đó. Thì hai thằng này nó mỗi thằng nó có một cái ưu nhược điểm khác nhau, không có cái nào thằng nào tốt hơn thằng nào, và tùy từng trường hợp mà mình mới sử dụng thằng nào đó. Ví dụ các bạn nghe đến khái niệm là con spider của Google chưa? Cái con bot mà chuyên đi vào các website đọc các cái thẻ meta, cả thẻ title, hình ảnh các thứ để nó cập nhật vào kho dữ liệu của Google để khi mình search ấy, để nó gợi ý lên, hay là khái niệm search engine ấy, nghe chưa? Hay là SEO, SEO, cái đấy thì nghe quen đúng không? Đó thì SEO, bản chất của SEO là sao? Là ví dụ như SEO trên Google nhé, nó sẽ khác trên Facebook, nó hoàn toàn khác nhau nha. Nó đều là nhằm mục đích là để gợi ý cho những người dùng nắm được những cái từ khóa. Khi người ta search một cái từ khóa thì nó cái website của mình chẳng hạn sẽ được gợi ý lên đầu tiên.
thì làm sao để Google nó biết để gợi ý đầu tiên? Nó sẽ phải đi nó đọc toàn bộ kho dữ liệu trên mạng, tất cả những website có trên mạng, nó vô đấy nó đọc và nó biết được là à cái website này nó có chứa thông tin cái gì. Giả sử như là thầy viết một bộ gọi là vụ ám sát kinh hoàng ngày hôm qua chẳng hạn, đó thì thầy viết cái giật tên bài báo giật tiếp là vụ gọi là thảm sát kinh hoàng tối ngày hôm qua đó, thì khi mà con bot Google nó vô nó đọc, thì nó đọc được những thông tin đó và lưu trữ trong cái bộ dữ liệu của nó, thì ai mà search cái chữ là thảm sát kinh hoàng chẳng hạn đấy, thì nó sẽ gợi ý cái website của mình thay vì những website khác. Đó thì là SEO, bản chất là mình tối ưu những cái từ khóa đó. Đó thì muốn cho con bot Google đọc được á, thì nghĩa là khi mà nó vô cái website của mình nó phải đọc được dữ liệu đó. Đối với server side render á, là cái website nó được tạo dựng ở phía server luôn, nghĩa là khi mà con bot Google á, nó đóng vai trò như một cái thằng client người dùng thông thường ấy, nó vô web đó à, thì cái website nó được tạo dựng lên rồi đúng không, thì nó có thể đọc được những cái thông tin đó và nó lưu trữ trong cái kho của nó. Mình chưa nói đến là cái website mình cần phải phải code hay là có những cái thẻ gì, hay là thẻ H1, H2, hay là những cái thẻ semantic gì để đáp ứng được cái bộ lọc của thằng Google. Đấy, mình chỉ nói là server và client thôi nha. Đấy, thì server side render nó sẽ đáp ứng được điều đó. Còn client side render thì khi mà con bot Google nó truy cập vô website của mình á, bản chất là web của mình không có gì cả. À, nó chỉ có một cái khung sườn thôi. Với nội dung bên trong hoàn toàn là không có. Bởi vì khi người dùng truy cập tới, đóng vai trò là client truy cập tới, nó mới trả dữ liệu về để người dùng tự dựng lên cái web đó. Đúng không? Nghĩa là bản chất nó không lưu trữ thông tin gì cả, nên con bot Google nó sẽ không đọc được. Và không đọc được thì nó hiểu cái trang của bạn ấy, cùng lắm nó hiểu mỗi được cái domain của tên của website mình thôi. Còn những thông tin mà để SEO, những title của web này, hình ảnh này, các cái thông tin cần thiết cho SEO á, thì nó không thể crawl, nó không thể đọc được. Vậy nên là ứng dụng à, nhưng mà ngược lại nhé, thì về mặt SEO thì server side nó sẽ ok hơn là client side. À, nhưng mà tại sao thế, thì tại sao lại sử dụng client side? Thì server side render nghĩa là tất cả nó đều được tạo dựng ở phía máy chủ, nên là thành ra cái máy chủ nó sẽ đóng vai trò là cái thằng kiểu trung tâm á, đầu não á, nó xử lý tất cả các tác vụ đấy, thì nó sẽ dẫn đến là nó nặng cái thằng server. Còn client side á, là nó sẽ chia toàn bộ những cái logic cho thằng con, nó chỉ trả cho mày nguyên liệu đầy đủ để làm thôi, thay vì tao phải làm chiếc túi, tao phải gia công, tao phải 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 khâu vá các thứ, thì tao đưa cho mày nguyên liệu, tao chỉ mày cách làm, mày tự làm. Đấy, thằng thợ tốt nghĩa là cái máy tính nó viết nó mạnh chẳng hạn, thì nó chạy nhanh, mạng mạnh mạng truyền gọi là mạng ngon thì nó truyền nhanh, còn giống như mạng ở trung tâm thì nó truyền lâu kiểu như vậy. Đấy, thì mỗi một cái máy nó sẽ tự render, và cái việc mà nhanh hay chậm là phụ thuộc vào những cái máy đó, chứ không phải là do thằng server nữa. Có là nó sẽ chia tải ra cho những thằng server nó chịu chung đấy. Thế nên là vậy thì mình suy ra có thể kết luận ngắn gọn này: những website mà mình cần mang tính SEO á, những cái landing page á, hoặc là website bán hàng, mình cần phải SEO hoặc là tối ưu hóa công cụ search engine cho công cụ tìm kiếm cho những website đó, thì mình sẽ sử dụng cái khái niệm là server side render. Còn những website nào mà mình cần tối ưu và hiệu năng, nghĩa là nó xử lý thật là nhanh đó, thì mình sẽ tối ưu là client side. Thì bữa giờ mình học thằng React á, thì bản chất thằng React chính là client side rồi. Thì đó đó là về client side và server side. Ngoài ra nó còn một cái loại loại có một website, loại website mà gọi là thuộc loại server side render khá phổ biến, đó là node render, nghĩa là các bạn viết back end và front end chung luôn trong một ứng dụng luôn, và khi mà người dùng viết back lập trình viên viết back end á, thì người ta return trực tiếp về một cái trang HTML đó. Còn có nghĩa là back end và front end luôn đi chung với nhau. Còn có một kiểu khác á, là back end và front end mình viết riêng riêng biệt luôn. À, ví dụ như là mình xem một cái mô hình này, mô hình này gọi là client and server đúng không, thì client và server á, nó là hai khối riêng biệt tách biệt hoàn toàn với nhau, có thể là không do mình lập trình á, mình là lập trình một trong hai thằng này cũng được, và nó chỉ tương tác với nhau qua một cái gọi là request và response, được chưa? Thì cái request và response này tổng thể thì cái cách thức giao tiếp của nó thì nó giao tiếp bởi cái thằng này này, API. Đấy, API là một phần một trung gian phần mềm cho phép giao tiếp các ứng dụng với nhau. Nó không chỉ là giao tiếp giữa thằng client với server, nghĩa là từ máy của mình tới máy chủ, mà có thể là từ máy chủ này tới máy chủ khác, gọi là giữa những thằng khác nhau với nhau, thì nó có thể giao tiếp tương tác với nhau được, thì nó gọi là API. Đó, thì API nó truy cập, nó liên kết với nhau dựa trên các cái gọi là giống như gọi dễ hiểu là các cửa ngõ đi, các cái method và các cái URL, được chưa? Giống như kiểu là bạn và hàng xóm đi. À, bạn chỉ cần qua nhà hàng xóm kêu là cho tôi vay lon gạo,
là hàng xóm biết là cần phải làm gì, múc một lon gạo đưa cho bạn. Hôm sau bạn qua lại mượn, cho cháu mượn cái bát, thì họ sẽ biết đưa cái bát cho bạn, đúng không? Nghĩa là khi mà bạn yêu cầu, nghĩa là client request này, nghĩa là gửi một cái yêu cầu cho server, thì server sẽ respond lại, gọi là trả về đó một cái dữ liệu nó tương thích với lại cái response mà họ gửi lên. Ví dụ yêu cầu cái xin lon gạo thì cho lon gạo ấy, mà cho cái bát là bị sai, đúng không? Đó thì nó sẽ trả, gọi là những cái mà nó tương thích với nhau. Rồi thì để tương tác ấy, nó sẽ có một khái niệm gọi là method. Method là phương thức ấy, cách thức liên hệ với nhau á. Thì nó có rất nhiều phương thức, nhưng mà phổ biến nhất và mình hay sử dụng nhất là sẽ có bốn phương thức: get, post, delete, put và pass. Các bạn học SQL rồi đúng không? Thì phương thức get này nó giống như kiểu là phương thức gì? Cái phương thức gì mà trong trong SQL để mình lấy dữ liệu ra? Select đúng không? Đấy, thằng get thì nó mục đích nó cũng gần như thế, nó là để lấy dữ liệu ra. Rồi thằng post là đẩy dữ liệu lên. Nó giống như thằng gì? Insert. Nó post này là thường thường sử dụng cho việc là mình tạo ra một cái bản ghi mới. Nó giống như thằng insert đấy. Rồi, delete. Delete thì chắc là khỏi nói rồi. Nó giống như thằng delete hoặc remove ở trong SQL đúng không? Rồi thằng put này, put và pass nó đều là hai phương thức để cập nhật, nghĩa là update vào database á. Nhưng mà nó có một sự khác biệt nho nhỏ giữa put và pass. Put là bạn sẽ đẩy, bạn muốn cập nhật, bạn phải đẩy toàn bộ dữ liệu lên. Còn pass thì sẽ cho phép bạn là cập nhật từng phần. Giả sử như thông tin của thầy đi, họ tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, được chưa? Điểm, bảng điểm chẳng hạn. Thì khi mà thầy chỉ muốn cập nhật tên thôi, được chưa? Thì nếu mà dùng put ấy, thì ok anh nhập cập nhật tên, nhưng mà anh cũng phải gửi toàn bộ những thông tin ngày tháng năm sinh, địa chỉ, quê quán lại, những thông tin cũ ấy, lên cho tôi, và anh gửi cái tên mới lên cho tôi. Tôi sẽ lấy toàn bộ cái thông tin đấy, tôi lưu trữ vào DB. Được chưa? Còn thằng pass ấy, là sao? Là khi mà anh muốn cập nhật tên đúng không? Thì gửi mỗi tên cho tôi. Tôi sẽ mặc định những trường khi anh không thay đổi và giữ nguyên. Được chưa? Đó. Thì tùy từng cái mục đích, cái gọi là cái business của mình mà mình sẽ sử dụng thằng nào trong đó. Đó. Thì hôm nay á mình sử dụng, thầy giới thiệu sơ qua, mấy nữa học tới cái phần gọi là liên quan đến back end viết bằng Node.js á, thì mình sẽ tạo ra những cái thằng này nhưng mà ở phía server. Được chưa? Hôm nay mình sẽ đóng vai trò là thằng client. Nghĩa là thằng nó chỉ gửi request lên để lấy dữ liệu về thôi. Đó. Thì để mặc định á, thằng React á, nó sẽ cung cấp cho mình một cái phương thức để mình có thể gọi được API, nghĩa là gọi là kết nối đấy, tạo một cái luồng kết nối để lấy dữ liệu về thông qua cái khái niệm API này. Thì đây các bạn có thể thấy ở đây trong cái tài liệu ở file session 9 ở file readme á, nó có một cái kéo, các bạn kéo gần xuống dưới á, nó có một cái đường link là json.playholder.thycode.com này, hoặc là một cái web khác của thầy nó tên là mock API. Thì ở đây đều là những cái web cung cấp, nó sẽ viết một sẵn một vài cái server cho các bạn và các bạn có thể truy cập tới đó để lấy dữ liệu, đúng không? Bình thường các bạn muốn có dữ liệu thì các bạn phải tạo ra database, tạo ra một con back end để nó tương tác với lại cái database đó. Và các bạn khi mà làm trên người dùng á, mình là làm giao diện đúng không, làm UI, thì mình không trực tiếp tương tác với lại cái thằng 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 database, mà mình chỉ phải thông qua con API đó hay là con back end đó để làm việc với lại DB. Đó. Các bạn có hình dung không? Nghĩa là mình sẽ có ba cái đối tượng tham gia vào cái mô hình này. Đầu tiên là gọi là web client, được chưa? Nó là cái website của mình, giống như cái web này chẳng hạn, nó là web client. Một trong con là back end, nó sẽ chạy ngầm ở bên dưới. Nó đóng vai trò là server đấy. Và một con là database, đóng vai trò là nơi lưu trữ dữ liệu. Được chưa? Thì front end nó sẽ không tương tác trực tiếp với DB mà nó sẽ thông qua con back end đó. Đó thì ở đây thì mình không cần quan tâm đến DB, mình chưa học tới, mình cũng không quan tâm đến back end. Mình chỉ quan tâm là thằng này nó cung cấp cho mình những phương thức này. Và mình chỉ cần gọi theo nó là mình có thể lấy được dữ liệu. Đấy, ví dụ nhá. Nó run cái này này. Đấy, thì mặc định là ví dụ run xiệt với đường link là xiệt to do. Nó sẽ có thành phần hotname ở đầu là https xiệt là json.playholder.typecode.com, được chưa? Sau đó là một cái tên của một cái đối tượng nào đó, và cuối cùng là cái số 1 này nghĩa là đại diện cho ID.
là gọi là cái ID của cái to-do này này. Đấy, to-do là giống như kiểu là danh sách công việc cần làm đúng không? Đó, thì khi mình gọi tới thì khoan khẵn quan tâm nó gọi thế nào. Chỉ mình chỉ biết là nó sẽ trả về cho mình một cái dữ liệu. À, nó tương thích với cái mô hình này khi là đây là mình get đúng không? Mình get, mình gửi một cái request, à là gửi cho tôi thông tin của cái thằng to-do số 1 đi. Thì nó respond cho mình một cái. Respond chính là nó trả về cái thằng này này. Được chưa? À, thì bữa trước các bạn nhớ là mình có một cái bài bữa trước của thầy file app.js. Đây, và đây index đang return về cái à nào lại không ra. Đấy, thì mình có một cái danh sách đây. Có thể là mình có một cái danh sách hình ảnh đây, phải không? Hoặc là mình ở đây dưới đây có một danh sách là danh sách sản phẩm, đúng không? Đấy, thì à, các bạn thấy là nó đang bị lệch lệch, nó bị sai sai trong cái giao diện bữa trước. Đố các bạn biết tại sao? Hồi đầu thầy code là code chay. Nhưng mà thầy sử dụng những cái class thầy tự đặt tên á. Card, card body, card header. Được chưa? Thì vô tình ấy, những cái class đó là nó thuộc thằng Bootstrap. Được chưa? Thì tự động nó sẽ hiểu là à mày đang xài Bootstrap đấy, nó sẽ lấy những thuộc tính của thằng Bootstrap. Và thằng Bootstrap thì nó có ví dụ cả header nó sẽ có mặc định là có padding hay là margin này. Này. Này, thầy hover lại cho các bạn coi nhá. Đây là thầy đang sử dụng cái card header đúng không? À, thì đây xem này. À, thấy chưa? Nó card header thầy không hề cỡ định danh, không có là không có một cái dòng CSS nào cho nó cả. Mà nó đang ăn ở đâu là ở vị trí ở đâu. Nó từ nó hơi bị khó nhìn, không nhìn thấy kỹ được này. Dưới đây này, nhìn này, cái nơi nó ăn này. Đấy là CDN .js delivery.net gì đó. Nói chung là nó chính là cái đường link mà CDN bữa trước mình import cái thằng Bootstrap vô đó. Gọi là cái nơi mà nó đang được tham chiếu tới là thằng Bootstrap và cái nơi nó ăn là cái thằng card. À, nghĩa là class của thầy nó vô tình nó bị trúng ở cái tên của thằng thằng gọi là gì? Class của Bootstrap và đang bị đè nó override lẫn nhau. Đó, thì khi mà các bạn viết thì lưu ý đặt tên làm sao cho nó khó định trùng nhau. Đấy, thì nó sẽ có phương pháp, thì khi nào rảnh mình thầy có thể chỉ các bạn. Ví dụ mình có thể thay vì sử dụng viết class trực tiếp này thì mình sẽ sử dụng là CSS module. Đó là cách mà gọi là hiện tại tới thời điểm này á là cách pro nhất. Nó là sử dụng cái chấm module đó. Bữa trước mình cũng viết một vài file là kiểu là style chấm module chấm css hoặc là scss đúng không? Cách thứ hai là mình sẽ dùng scss scss và đặt tên theo kiểu bem á. Các bạn nghe khái niệm rồi chưa? Đúng, SCD nhưng mà phải follow theo thằng BEM nữa. Đúng rồi. Ví dụ bình thường á, mình sẽ có một cái thẻ, giả sử như đây, mình có một cái card đúng không? Mình sẽ có một cái chấm card này, được chưa? Sau đó thì bên trong mình định nghĩa mình thêm các thuộc tính cho nó xong rồi sau mình có cái gì? Ví dụ card là card header đúng không? Card header như thế này. Thì cái thằng này á nó sẽ định nghĩa riêng mỗi một trang như này á, thầy sẽ định nghĩa ví dụ đây là trang gì, nó là trang là product list đúng không, ví dụ như thế thầy sẽ đặt tên là pro product list và khi mà viết scss thì viết trong là thầy sẽ và product card ví dụ như thế, được chưa? Thì cái card này nó chỉ phục vụ cho product list, thì cái tên cũng gọi là cái full cái class name của nó mà khi mình viết kiểu css á là sẽ là product list chấm card như thế này, không có dấu này đó, đó là nó combine lại cái phần này, cái dấu và nó đại diện cho cái thành phần ở phía trước. Ví dụ bây giờ nhé, thầy đang gọi đang nói nhắc đến một kể về một câu chuyện về một thằng bạn của mình chẳng hạn, ví dụ nó tên là nam hay là nữ gì đó, à, mình gọi thằng nam, sau khi mình kể một hồi mình sẽ kêu là nó, mình dùng từ nó thay vì lặp lại tên của người đó đúng không? Đó, nó hoặc là thằng đó đó thì có những cái từ đại từ nhân xưng thay thế thì đây cũng vậy. Đấy, thay vì mình phải nhắc lại cái thằng này nếu mà viết cái thằng này mà khi combine ra dưới dạng là CSS á thì thực ra là viết CSS nghĩa là CSS processor á thì nó không có biên dịch trực tiếp được mà nó cũng phải qua cái bước
trung gian là nó tạo thành file CSS, được chưa? Thì hiện tạo thành CSS nó sẽ là như thế này. Đó, nó sẽ là hai class riêng biệt như thế này. Nhưng mà viết kiểu SCS thì mình viết kiểu như thế này luôn. Mình lồng chung với nhau, hai thằng vào chung với nhau thế này. Đó, và số và này nó sẽ đại diện cho thằng ở phía trước. Còn bam ở chỗ nào? Bam là quy tắc đặt tên block, element và modify. Thì giữa một hai cái gọi là block này, ví dụ block list là một cái block, là một cái khối á, và cái card của thầy nó sẽ là element, là một cái element là gì nhỉ? Từ thành phần ở trong đó, thì giữa khối và thành phần nó sẽ ngăn cách nhau bằng dấu hai cạch giữa. Đó, modify là sao? Ví dụ card thì thầy sẽ có card header, rồi có card footer chẳng hạn, rồi có cả cả body nữa. Đấy, thì cái thành phần modify, đấy, ví dụ là nó modify cho trường trường hợp, ví dụ các header thì thầy sẽ có margin bottom, các body thì sẽ margin cả top cả bottom, còn các footer sẽ margin top chẳng hạn. Modify nghĩa là thành phần tinh chỉnh, hiệu chỉnh riêng cho mỗi thằng á. Hay là mỗi trước mình có cái button, thì button primary, button secondary, thì mỗi một cái button khác nhau thì sẽ có một cái thành phần đằng sau hiệu chỉnh này, gọi là modifier. Đó, thì cách đặt tên này nó sẽ khả năng cao, nó vẫn ít, nó vẫn bản chất nó vẫn là CSS thôi, nó vẫn có khả năng bị đè những class của Bootstrap, nhưng nếu các bạn đặt cẩn thận thì bởi vì class của mình nó quá dài thế này thì làm sao mà trùng với là Bootstrap được, đúng không? Bootstrap thì nó chỉ là những class rời riêng biệt nhau thôi. Đấy, còn nếu mà chơi chắc kèo, các bạn chơi CSS module chẳng hạn là xua kèo luôn, kể cả các bạn viết tên class y hệt nó cũng không sẽ không bị trùng được, bởi vì nó là thằng khác rồi. Đó. Cái đây thì giới thiệu thêm thôi, các bạn về làm thì sẽ thấy. Tí nữa mình cứ dạy, vậy thì thực ra thầy thấy là nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nó thêm cái bo khung thôi, nhìn nó hơi kiểu phèn phèn tí thôi, vẫn chạy được. Ok, thì mục tiêu của thầy hôm nay là giới thiệu cơ bản. Đấy, và mình sẽ đi vào làm sao config để gọi API, nghĩa là mình sử dụng khái niệm mình tương tác được với API để lấy dữ liệu về, được chưa? Và mình sẽ lấy dữ liệu mình hiển thị ở một số chỗ, như là cái danh sách hình ảnh này là thứ nhất. Thứ hai là mình hiển thị ở đây. Bữa trước là cái danh sách này là mình sẽ có một cái danh sách fetch data đúng không? Sau đó mình lấy ra mình con xong mình tạo ra. Nhưng bây giờ mình không, mình chơi kiểu là mình tương tác trực tiếp, mình lấy dữ liệu sống, có dữ liệu có thực tế ấy. Dữ liệu thật nhưng mà do thằng khác nó fetch ra, nó bịa ra, nó phịa ra chứ không phải là dữ liệu thật nhé. Đấy, và về mình hiển thị ra. Ok, thì đây các bạn lên trang web được cái jsonplayholder.tycode.com, hoặc là cái phần trang web là mock API này. Tuy nhiên là thằng mock API nó hơi bị nâng cao một tí, nên là tạm thời thì mình khoan hãng đụng cái web này, mình đụng cái thằng này trước đi. Thằng này nó khá là phổ biến nổi. Thì để gọi API này phải như thế nào? Gọi API thì bữa trước các bạn học đến UEFX rồi phải không? UEFX nó sẽ là thằng nó sẽ quản lý cái gì? Nó là một cái hàm quản lý lifecycle của thằng React đúng không? Đó, thì đầu tiên á, muốn gọi data thì mình sẽ sử dụng thằng fetch là và gọi API. Đầu tiên là thầy cứ copy để cho nó chạy cho các bạn coi đã. Ví dụ trong file app này. Đó, thầy sẽ viết một cái hàm UEFX. Bữa trước là mình set cái product list này đúng không? Và bây giờ thì trong đây thì ngoài cái set product list thì thầy cứ kệ. Thầy gọi thêm một cái nữa là ACOS.fetch để gọi. Đó, tại sao mình không gọi ở ngoài mà lại gọi trong UEFX? Bởi vì cái UEFX của thầy á, thầy đang viết và thầy truyền một cái dependency rỗng. Thì nghĩa là sao? Nó sẽ tương ứng với cái lifecycle là common and deep mount, nghĩa là chỉ chạy lần đầu thôi, sau đó thì nó không chạy lại nữa. Và giống như các bạn call API ấy, để lấy dữ liệu ấy, thì các bạn cần lần đầu hay là nó call mãi. Gọi API lên thì mình chỉ gọi lần đầu thôi đúng không? Đấy, còn nhiều bạn sẽ thắc mắc là ủa, em thấy một số ứng dụng, ví dụ như là em xài Facebook chẳng hạn, em đang lướt Facebook thì thế tự nhiên nó có tin nhắn nó gửi tới chẳng hạn, hay là có thông báo là tự nhiên đẩy em hiển thị thấy thông báo lên. Đấy, thì mình không gọi API thì dữ liệu nó không được làm mới lại, thì làm sao mà nó hiển thị lên được cái thông báo như vậy đúng không? Thì cái đấy nó sẽ là một khái niệm sau, nó là về socket. Đấy, nó sẽ giúp cho mình tạo ra một ứng dụng real time. Còn bản chất khi các bạn truy cập vô một cái back end á, truy cập tới back end nhé để lấy dữ liệu, thì các bạn chỉ lấy dữ liệu trong lần đầu truy cập tới thôi, chứ không phải lúc nào cũng truy cập. À, lần đầu là lần đầu khi nào? Không phải là thầy vô web này lần đầu tiên xong lần sau thầy vô nữa như này chẳng hạn là nó không gọi lại, mà mỗi lần thầy vô như này hoặc là thầy ấn F5 này
F5 không được đây, ấn đây thì nó sẽ tương ứng với một lần thầy refresh, thầy tạo lại cái trang đó, thầy re-render lại cái trang. Và khi re-render thì cái life cycle của thằng new effect nó sẽ được chạy lại và sẽ gọi API. Ví dụ ở đây là nó sẽ gọi thằng này, được chưa? Respond transition, then respond transition. Bây giờ mình thử coi nó có gọi được không nha. Thầy sẽ check. Đây, các bạn đấy. Bữa giờ là mình làm HTML CSS là các bạn hay để ý đến tab đầu tiên là tab element đúng không? Nó sẽ quản lý là toàn bộ cái structure, nói chung là cái giao diện ứng dụng của mình nó sẽ có thành phần gì là hiển thị hết trong cái element. Rồi bữa thầy thao tác thì các bạn thấy là thầy hay để ý console log. Console này. Console này sẽ chứa toàn bộ những cái console, có thể là console log, console error, console info. Nó sẽ hiển thị hết ở đây. Đấy, giả sử bữa trước là thầy đây, app dòng 30. App dòng 30 là thằng nào? À đen, listen, console log. Đây, chính là dòng này đây. Trong file app dòng 30 là đang chạy cái này đây. Là tất cả những cái mà thầy console log nó sẽ hiển thị ở cái tab log này để mình có thể xem được. Cái thằng này nó giống như kiểu công cụ hỗ trợ để mình biết được cái dữ liệu của mình nó gồm những gì để mình xử lý. Bữa giờ thì thầy cũng thao tác với thằng log này nhiều đúng không? Rồi bữa trước thầy có giới thiệu cho các bạn về thằng suộc này. À, để xem thử là một cái dữ liệu nó đã được import vào đây chưa, hay là một cái file CSS nó đã được load thì nó sử dụng ở trong đây chưa. Rồi mình có những cái thằng unflasher là cái hình hình ảnh bữa trước mình xài này, phông Google phông này, dummy image hay là CDN Cloudflare này, được chưa? Thì tất cả những cái tài nguyên mà mình import mình sẽ sử dụng thì nó trong file suộc. Bữa nay thì mình sẽ học đến một cái file tiếp theo, một cái tab tiếp theo chứ, sorry, đó là tab network. Network là đã chứa toàn bộ những cái mà mình sẽ tương tác với API, nó sẽ nằm ở trong đây. Gọi là miễn sao nó không phải là bắt nguồn từ web này mà mình phải lấy từ chỗ khác về thì nó sẽ nằm trong network. Thì trong cái này á, các bạn lưu ý một số cái tab như này. Ở đây các bạn zoom to đấy thì ở đây sẽ có một cái là no true link, nghĩa là bình thường á, không có gì cả. Ngoài ra thì các bạn có những cái mode khác như là fast bugger hay là slow bugger hay là offline. Offline là giả lập trường hợp là các bạn mất mạng luôn á. Đấy, khi mà offline cái là web này không truy cập được internet luôn. Đấy, giống như kiểu là bạn xài 3G nhưng mà quên đăng ký ấy. Rồi, slow 3G và fast 3G thì nó giống như kiểu mạng miền núi hay là mạng dễ dễ miền núi chẳng hạn, mạng gọi là vùng đồi. Đó thì nó sẽ mình sẽ sử dụng những cái này trong trường hợp là mình cần handle một số trường hợp. À, các bạn vô Facebook chẳng hạn. Nhiều khi là vô Facebook thấy mạng lag bao giờ chưa? Đăng ký 4G mà tự nhiên tháng này hết rồi còn xài 3G hoặc là cho xuống 2G chẳng hạn. Vô Facebook thấy lag lát biết đúng không? Nó hiển thị những cái ô nó chạy qua chạy lại lại màu xám xám đúng không? Đó thì đấy mình sẽ sử dụng những cái tab này này trong những cái trường hợp như thế là để nó giả lập ra là việc là cái web của mình đang load chậm hay là chưa có dữ liệu thì thành phần gì nó phải hiển thị ra. Bây giờ các bạn vô một cái web nhá mà đang đợi lấy dữ liệu về xong chả nói gì, nó cứ im như vậy, nó hiển thị trắng một cái màn hình đấy, các bạn nghĩ là cái web nó bị lỗi không đúng không? Giống như các bạn vô quán ăn chẳng hạn, kêu nhân viên em cho anh lên cái menu hay là cho anh vài món chẳng hạn, à, ít nhất nó phải nói một câu là dạ anh đợi em một chút đúng không, thì mình còn biết là à, nó đang biết rồi và nó đang xử lý công việc khác, đợi một tí nó sẽ qua, chứ nó im nó chả thằng nào nghe, thế là đảm bảo luôn các bạn sẽ xách dép đi về. Đấy, thì tương tự vô web thì nó cũng phải cần control mấy cái trường hợp như thế, thì mình cũng hay sử dụng những cái thằng này. Rồi tiếp theo ở đây ở bên dưới nó sẽ có một loạt các tab này, ví dụ là on hay là fetch xhr. À, thì on nó hiển thị tất cả, còn fetch xhr là cái chính là cái mình cần này, là cái những cái mà nó gọi API thông qua thằng fetch axios hoặc là những cái mà tương thức tương tác sử dụng gọi là API á, để lấy dữ liệu về á, thì nó sẽ nằm trong cái tab này. Ngoài ra sau này các bạn có thể học nó sẽ có cái tab cuối cùng là cái tab mà gọi là WS, nghĩa là web socket, thì có thể là mình sẽ học đó, hoặc là media media nó sẽ chứa chuyên là hiển thị ra những cái hình ảnh, những cái API query để lấy hình ảnh đó. Đấy đấy, ví dụ ở đây media này, các bạn thấy ở trong đây nó sẽ có cái file bữa trước là mình import cái bài nhạc đúng không, nó nằm ở trong local host static media rồi chim sâu cái gì gì đó thì nó đang nằm ở trong đó. Đấy, còn ở đây cho ấy cho nó nhanh nhanh đi, nhưng mà đồng bằng lâu quá. Rồi, các bạn thấy này, khi mình mới vô á, nó sẽ gọi ở trong cái tab fetch.xr á, nó sẽ xuất hiện cái gì? Nó sẽ xuất hiện một cái gọi là một cái request, được chưa? Thì ở trong đây mình sẽ đọc những thông tin gì? Header là những thông tin define của cái request đó, mình quan tâm những cái gì?
mình quan tâm tới cái request URL, gọi là đường link mà nó sẽ cái URL á, nó giống như một cái cửa ngõ được chưa, thì truy cập vô đúng cái cửa ngõ đó thì mới 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 gọi là mới lấy được đúng cái dữ liệu. Thì ở đây nó cửa ngõ các bạn qua cái tài liệu của nó này, nó đang siệc là todo siệc một đúng không, thì ở đây mình cũng vậy, mình đang truy cập đến todo siệc một. Method à, vừa nãy thầy giới thiệu đúng không, là mình sẽ có khoảng bốn cái method phổ biến: get, post, delete, put, pass. Thì ở đây nó đang sử dụng cái method là get. À, thì mình hiểu là get thì nó sẽ làm gì? Làm gì làm gì? Oanh. Get để làm gì? Nghe chữ get. Get tiếng Anh thì cái tiếng Việt là gì? Hả? Get là không thích à? Get là lấy đúng không? Là giống như thích á. À. Thì get nghĩa là lấy dữ liệu về, thì cơ bản mình hiểu là API đang là muốn lấy cái dữ liệu về đúng không, chứ không phải là đẩy dữ liệu lên, nó không phải là update, nó không phải là xóa, hay là nó không phải là chỉnh sửa. Rồi tiếp theo là status code. À các bạn nghe status code bao giờ chưa? Status code chưa nghe thì có thể về tìm hiểu, hoặc là bữa sau học back end thì biết. Ok, mình hiểu đơn giản status code là đây mà thấy có dấu màu xanh xanh là thấy của màu của hy vọng rồi đó. Status code với cái màu xanh 200 này nghĩa là thành công, nghĩa là gọi đến truy cập đến API đã thành công. À, giống như các bạn đi xin xin cơm chẳng hạn, thì khả năng là ví dụ là sẽ được người ta cho, hay là chưa tới cổng đã bị chó lượt rồi, hoặc là xin mà người ta không cho đúng không, hoặc là xin xây nhà chẳng hạn. Đấy, thì mỗi một trường hợp nó sẽ có một cái status code, có một cái status code khác nhau trả về. Ở đây thì là 200, 200 là thành công này, ví dụ 400 là bad request, nghĩa là thất bại đấy. Thất bại là có thể là trường hợp là bị chó cắn đấy, qua đến chưa đến nơi là bị chó lượt phải về, hoặc là đi xin xây nhà chẳng hạn đó. Còn status code mà là bằng 500 á, là tương với trường hợp là qua xin và nhà hàng xóm chuyển đi chỗ khác rồi, cơ web à, cái nhà hàng xóm không khả dụng để mình có thể xin được đấy, thì đó là 500 đó. À, remote address là những cái thông tin mình không cần phải 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 quan tâm lắm ở dưới đây. Sau này mình mới phải quan tâm, giờ chưa phải quan tâm. Rồi tiếp theo là tab review, nó sẽ có hai tab respond và preview. Thì cái respond này nó là hiển thị dạng gọi là JSON của cái preview. Nói chung là hai tab này data nó giống nhau nhưng mà nó hiển thị giống như kiểu hai kiểu khác nhau. Các bạn thấy này, ở đây nó hiển thị dưới dạng là một cái object, trong đó nó sẽ có key và value, được chưa? Còn respond nó trả về dạng giống như kiểu dạng JSON á, với là cái key của nó sẽ có dấu nháy ở đầu, và value của nó nếu mà là string thì sẽ có dấu nháy, còn không thì sẽ không. Rồi ở đây mình khuyên các bạn là nên sử dụng tab preview, bởi vì dữ liệu ở trong đây đọc sẽ dễ hơn, và nếu mà các bạn cần copy ra thì dữ liệu này sẽ ngon hơn là cái dữ liệu nguyên response. Rồi mấy cái tab cuối cùng liên quan timing là những cái request các thứ thời gian đó, mình cũng chưa cần care, bỏ qua. À, mình quan tâm này, nghĩa là ở đây nó sẽ cho chúng ta biết điều gì, đó là khi thầy truy cập tới cái URL này với cái method là get và nó đã truy cập thành công thì thầy sẽ nhận được cái dữ liệu này đúng chưa nào. Thì thầy nhận được dữ liệu nghĩa là thầy đang query trên API và thầy nhận được cái dữ liệu tương thích tương ứng trả về, thì dựa vào đó thầy có thể hiển thị ra website đúng không. Thì ví dụ đi, thầy sẽ quay lại ở bên này, kéo xuống dưới này, mình sẽ thấy ở đây nó sẽ có một loạt các cái router nó cung cấp cho mình, ví dụ là cái port này, port 1 hay là port cái gì đó. Ừ. Từ giả sử đầu tiên là thầy sẽ thay vì ghét cái true này đúng không, thầy sẽ ghét cái port, và đằng sau thầy không thêm cái gì nữa, cái port thôi. Ở đây nó kêu là ghét như vậy thì nó trả về 100 bài port này, nếu mà xịt comment đó, thì nó trả về 100 bài comment. Thì đây là thầy F5 lại này, à cái port đang bị lỗi, à nó báo này, thấy chưa, trường hợp là 404, thấy chưa, 404 nghĩa là bad request, nghĩa là cái request của mình nó không thành công đấy. À thì tại sao, à mình nhìn lên này, cái đường dẫn của thầy nó sẽ có hai dấu xiệc luôn, à thì có thể là do cái đường dẫn của thầy bị sai nên là nó đang không truy cập tới được. Bây giờ thầy đổi cái này, đổi cái là thấy có vẻ 200 liền thành công liền, vừa review này thấy chưa, 100 bài viết là rất là nhiều đúng không chị, ID init đến 99 nghĩa là nó có 100 thằng đó. Và respond thì đấy, nó chỉ là trả cái dữ liệu của mình ra thôi, thì mình quan tâm thằng preview thôi, nó trả cho mình một cái array chứa 100 dữ liệu
đúng không? À, rồi thì đây là bài post chẳng hạn, nó có body, có ID, title, user. Thì bây giờ thầy sẽ lợi dụng ấy. À, thầy lợi dụng thầy gọi là hiển thị nó vô trong cái danh sách này, mặc dù đây là thầy thử xem ở đây nó có danh sách sản phẩm không này, photo user comment, à nó không có đúng không? Thì, rõ, ok, thế thì thầy sẽ clone lại cái danh sách bữa trước các list này, thầy sẽ tạo ra một cái các list khác, hai các list, nói các list này á, list này thì thầy sẽ không lấy từ product nữa, mà thầy thấy sẽ lấy cái dữ liệu là từ đâu, chính là từ cái thằng mà thầy gọi API này. Đâu mất tao mất rồi. Phải bật cái này lên để cho checking được. Rồi, thì gọi là lấy dữ liệu là từ thằng get cái post này. Được chưa? Thì đầu tiên á, mình sẽ phải thao tác như này. Đầu tiên mình sẽ vẫn phải tạo một cái, mình là gì? Cái này là post đúng không? Tạo một cái tây tên là post và một cái callback set post để cập nhập vào cái những cái bài viết đó. Rồi, mặc định nó sẽ là một cái array rỗng. Thì đầu tiên khi mới vô á, như cái thằng product á, thì mình sẽ lấy mình set từ cái product list. Còn thằng này mình set ở đâu? Đố các bạn biết. Nhìn lại cái code này. Trong vòng ba ba cái dòng này thôi, 31, 32, 33 thì theo các bạn là thầy sẽ set dữ liệu nó ở đâu và lấy cái gì để set? Mình đọc này. Bạn nào tinh ý ấy, thì trong cái tab còn show log mình sẽ thấy này. Nó log của app dòng 30. Nghĩa là cái dữ liệu mà mình lấy ra chính là cái thằng này đâu? Cái mình cần chính là cái thằng danh sách này đúng không? Nó ở đâu? App dòng 30. App dòng 30 là gì? À, sorry, này. Thầy mới cập nhật lại dòng 31 rồi. App dòng 31 là gì? Chính là cái phần method này đúng không? Nghĩa là thằng này nó chạy, nó sẽ trả về dữ liệu. Thì mình phân tích nhá. À, fetch là một công cụ. À, nó giống như một cái mút điều ve giúp mình là query, mình gọi API để lấy dữ liệu. Được chưa? Tiếp theo là nó sẽ truyền vô đây là một cái này gọi là một cái URL, một cái tham số. Đấy, input này, nó là request info này, là một cái URL này. Đấy. URL này nó sẽ là cái cửa ngõ để mình truy cập để lấy dữ liệu. Đấy, mặc định khi mà mình không không viết cái gì á thì nó sẽ là phương thức là get. Được chưa? Mặc định luôn luôn. Giống như cái bây giờ thầy chỉ cần lấy cái đường link này nhá. Thầy mở một cái trình duyệt mới thầy dán luôn. Tự động ra dữ liệu. Thấy không? Nghĩa là mặc định cái method của nó luôn luôn sẽ là get. Bạn mà không truyền method cho nó thì nó sẽ là get. Được chưa? Rồi. Tiếp theo, chấm đen. Nghĩa là hết cái thằng thằng phép này nhá, xong nó chấm một cái đen. Đen nghĩa là sau đó đúng không? Sau đó thì làm sao? Sau đó thì nó sẽ nhận một cái response trả về. Thì đây nó là một cái callback thôi. Các bạn không biết tích respond thầy viết thích viết kiểu là press. Đấy, nghe cho nó ngắn gọn nhìn nó kiểu lè 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 chẳng hạn đấy. Thì thầy đấy respond.json. À thì mặc định cái thằng fetch này, các bạn thấy này. Cái tab network của mình á nó trả về cái response này. Các bạn thấy không? Dạng dữ liệu của nó là JSON. Đúng không? JSON mà cái mình cần là object. Nếu mình để JSON thì trình duyệt của mình nó sẽ không đọc được. Mình sẽ phải xử lý các kiểu thì mới hiển thị ra được. Đấy thì mình phải red.json để cho nó định nghĩa lại cái định dạng cái định kiểu dữ liệu của nó. Sau khi định dạng xong thì mình lại đen tiếp. À, đen là cái hàm là sau đó đúng không? Mình sẽ rất có nhiều cái sau đó. Gọi là sau đó kể cả đến chết rồi mình vẫn còn sau đó được cơ mà. Đấy, thì sau đó thì nó lấy cái JSON nó ra. À nó đặt tên là JSON. Thì thầy thích thầy đặt tên là data cũng được. Đó, và nó còn show log cái data nó ra. Thì cái dòng mà mình nhận được các bây giờ thầy chỉ sửa lại nhá. Data à, lốc kiểu này để mình biết được là nó lốc đúng không này, F5 lại này. Đây, có phải nó đang lốc cái dòng data là chính là cái đoạn này của thầy không? Nó không chỉ chính xác là dòng thứ 33 mà nó chỉ dòng 31 thôi, bởi vì là cái thằng đen này nó thuộc cái thằng phép này, nó là một cái chuỗi tiến trình liên tiếp nhau ấy, nên nó sẽ chỉ cái thằng đầu tiên, cái gọi là thằng root thôi đấy. Thì cái data mình chính là cái dữ liệu mà server trả về đúng không? Bây giờ các bạn set thì có phải là set cái post này thay vì mà các bạn còn show log, các bạn set post. Set post bằng cái gì? Set post bằng cái gì đấy? Set post nghĩa là mình cập nhập cái giá trị bằng post đúng không? Thì chính bằng cái data luôn.
Data mà server trả về. Đó thì bây giờ mình chỉ lốc ra nhá. Bây sau này thầy sẽ còn sâu lốc cái port ra. Thì các bạn thấy này, S5 này. Này, đầu tiên mới vô là cái port sẽ không có dữ liệu. À, nó tương ứng cái lifecycle đầu tiên nó chưa gọi API mà, thì nó sẽ ăn theo cái gì? Initial value, nghĩa là nó ăn theo này này, giá trị khởi tạo ban đầu. Nhưng mà sau khi nó gọi API thành công thì nó có cái port về, thì nó sẽ cập nhật cái port này. Cái này là React Tool nó bị duplicate lại này, mình chỉ quan tâm hai thằng app này thôi. Đó, thì nó chạy. Ok chưa? Có dữ liệu. Bây giờ muốn có dữ liệu rồi thì mình truyền qua. Đấy, cái list này thì mình sẽ truyền thay vì cái product thì mình truyền cái pop vô. À, thì mình thấy là cái thằng product bữa trước là nó cung cấp cái gì? À, product là mình lấy từ đâu? Mình lấy từ product list này. Xem thử product list này lấy từ mock data này đúng không? Có cái mock data đâu rồi? RC, fake data, mock data đây. Format document. Đây, nó sẽ có ID, discount, image, nó rất là nhiều trường đúng không? Đấy thì nó hiển thị ra. Đấy, bây giờ mình sẽ đấy, mình không có thì mình lấy cái thằng này. Qua đâu? Mình qua cái list này. Mình lại kích vào cả cái list này. Nó có cái list. Sau đó nó return, nó chuyển vào những cái giá trị này qua. Bây giờ nó không có dữ liệu giống như bên kia thì nó sẽ lỗi đúng không? Nó chỉ có một vài cái trường khác mà cái cạc của mình nó sẽ ít dữ liệu hơn. Thầy sẽ tạo ra một cái cạc mới đi. Từ cái cạc này thầy sẽ trả copy ra một phiên bản khác là cạc post đi. OSP. Rồi, cạc post thì trong đây sẽ vẫn có index. Cạc này là mình sẽ sửa tên. Để mình nhận dữ liệu khác mình truyền vô rồi cạc list này thay vì nhận cái cạc đó thì mình sẽ nhận cái cạc post. Cạc post thì từ đâu diệt cạc post chưa đó thì ở đây á cái dữ liệu mình trả về nó gồm những cái thằng nào body id title và user id đúng không, nó chỉ có bốn thằng này thôi, trong đó thì id là mình lấy làm key rồi này được chưa. Đấy, không có discount thì nó có cái body. À, có body thì truyền body qua. Nó có gì nữa? Có title. Truyền title qua. Có user ID. Truyền user ID qua. Sau đó thì những thằng khác không còn lại xóa đúng không? Đấy, cả post nó nhận ba thằng này. Copy nó này, qua cái cả post này. Giờ sửa hết, những thằng không cần mình sửa hết. Đó. Ở đây mình nhận cái gì nữa? Nó không có discount, nó không có cái này mình sẽ để hiển thị đơn giản thôi. Không có discount thì mình sẽ hiển thị đại cái dòng chữ gì đó. Hoặc là bỏ luôn cái discount thì đi cũng được. Rồi, đây image nó cũng không có luôn. Bỏ luôn image. Hoặc là các bạn có thể chơi một cái bài như thế này. Nó sẽ có một số website nó cung cấp cái fake image á. Image fake á. Ví dụ pha random image. Đây, thầy hay sử dụng cái thằng Lorem Pick này. Mình chỉ cần copy này thôi. Mình dán đường link ở đây. Thì mỗi lần mình F5 lại, nó sẽ tự động nó sử dụng cái API fake ấy. Nó trả về cho mình một cái URL, một cái hình ảnh khác nhau. Khá là tiện. Bỏ ở đây tạm đi đã nhé. Rồi shop name thì ở đây thì thầy sẽ thay bằng cái title đi. Rồi, new price, old price, discount các thứ không có. À, product name, thầy sẽ thay bằng cái body. Gray không có, ok, mấy thằng so không có. Tạm nó đi. Thay bằng user ID nhé. Gray không có này, xóa đây. Thành private user. Đấy. Rồi, mình sẽ xem UI của mình xem hiển thị được chưa này. Đâu đâu rồi có chưa, mỗi mỗi lần thầy ép xong lại cái là cái hình ảnh nó sẽ thay đổi này thấy không, bởi vì thầy đang sử dụng cái fake, thầy gắn cứng với cái hình ảnh nó không phải từ server trả về, nó không liên quan nha đó, nhưng mà mỗi lần đấy nó sẽ trả cho thầy một cái thông tin à, như thế này
Cái này chính là cái description này, cái này chính là cái title. Sau đây là title, đây là body, còn đây là cái ID của thằng user, thì mặc định nó sẽ là một hết. Được chưa? Thì nhờ cách đó thầy sẽ lập được ở đây, nếu mà các bạn chịu khó đếm thì đảm bảo nó sẽ ra 100 thằng đấy. Thằng dưới này không tính nha, thằng dưới là mình chưa chuyển data thằng trên này. Đấy, nó ra 100 thằng. Đúng không? User nó sẽ từ chạy từ 1 đến 10 này. Đó, thì là thầy đang gọi API về và map data đây rồi. Ok, đây là cái phương thức rất là cơ bản ban đầu, nó là mấy thức bot thôi. Thì trước khi mà đi tới phần tiếp theo thì bây giờ các bạn hãy tự làm bài tập đi. Làm lên cái website đó. Lên cái thằng player decision này, gọi được. Rồi, giả sử như bữa trước mình có cái bài ấn nét hình này đúng không? Các bạn muốn là có một cái hình, ấn nét nét và là chuyển cái hình đúng không? Được, đang làm cái đó đúng không? Danh sách sản phẩm nhưng mà hình là ra. Ok thôi, bỏ qua. Ok, thì cũng coi như là mình có một cái bài tập đi. Từ cái danh sách bài này, cái danh sách cái này ngày bữa trước mình đặt tên là gì nhỉ? Ctrl KW. Đấy là file app đúng không? Rồi. Bữa trước mình có cái image slider, được chưa? Image slider. Bây giờ thầy sẽ có một cái image slider 2 đi. Đấy, thì lấy từ đâu ra? Thầy sẽ import một cái image slider 2. From image slider 2. Rồi, ok. Nó chưa có, nó sẽ báo lỗi. Rồi. Được chưa? Image list là một cái array of là không phải string nữa. Tí sửa sau. Rồi, ok. Rồi, thầy sẽ có hai cái list danh sách. Cái danh sách đầu tiên là thầy sẽ giữ nguyên, nhưng mà danh sách thứ hai á, thầy sẽ làm lại. Được chưa? Thầy sẽ sửa lại là lấy danh sách lấy từ API. Thì ở đây á, trong cái resource này, resource này nó có một cái là album photo á. Thì thầy sẽ lấy cái photo này, được chưa? Nhưng mà 500 5.000 photo thì nhiều quá nhỉ. Phần kệ đi, lấy lại đi. Rồi. Để lấy được cái thằng photo đấy thì sao? Mình sẽ gọi gì? Muốn biết được API của nó là gì á, ấn vào photo này. Nó ra một web này, đây, URL của nó đây. URL của nó đây thì mình lấy thôi. Mình cũng gọi trong app tiếp, đúng không? Bây giờ bởi vì app là tại sao lại gọi trong app? Gọi trong app cũng được nha, mà gọi trực tiếp ở trong cái image slider này cũng được luôn. À thì vừa nãy là thầy đã sử cho các bạn là gọi trong app, sau đó mình set và mình truyền vô cho cái thằng cạc list này đúng không? Rồi, giờ thầy sẽ chơi cái bài thứ hai là thầy sẽ gọi trực tiếp ở trong này luôn. Đấy, có nghĩa là trong cái càng image slider 2 này, thầy sẽ không nhận cái biến nó từ bên ngoài, image list nó không từ bên ngoài vô. Mà image list thầy giả sử nó là image list nó nhận từ bên trong luôn. Tức là thằng component nó tạo ra cái image list luôn. À, chứ nó không nhận cái prop ở ngoài vô nữa. Rồi, ok, không nhận. Không nhận ở ngoài thì khỏi cần khai báo prop type đúng không? Rồi, thì thầy sẽ thay vì là một cái image list thầy lấy từ prop này, comment lại này. Thầy sẽ const một cái image list là một cái state của component đúng không? Và thầy lấy là set image list rồi bằng use state và chuyển một cái array rỗng. Ban đầu nó không có dữ liệu đúng không? Sau đấy thầy làm sao? Rồi, như thầy nói đấy, U effect thầy sẽ thói quen là fit kiểu cuối cùng. U effect thì thầy sẽ làm gì? Đấy, gọi đến cái thằng này đúng không? Coi thử cái URL của nó là gì. Copy lại y hệt cái đoạn này luôn. Copy lại này. Thay vào trong cái đoạn U effect này. U effect nó sẽ gọi API. Import view effect này thì mình thay thử cái đó bằng cái photo là được đúng không, và bỏ cái thành phần xịt một đằng sau đi. Đã đen, đã có data về thì cơ bản thầy biết chắc là nó chạy được rồi, nhưng mà thực ra là mình nên để cái log này để mình biết nó chạy được chưa. Nhưng ở đây thầy bởi vì API người ta viết nên là khả năng là không có lỗi đâu. Thầy set luôn là cái decision là chỉnh set image, thì ở đây là thầy image list của thầy thầy có rồi đúng không. SRC của thầy là image list.index. Đấy, nhưng mà khả năng là nó sẽ không ra.
Đố cậu biết tại sao? Bây giờ mình quay lại nhé. Website của mình này, nó sẽ bị lỗi này. Tại sao? Bởi vì khi các bạn F12 lên á, thì mình thấy là có cái post mình lốc nhiều thế. Tắt cái lốc này đi cho nó đỡ hiển thị nhiều đã. Hỏi mình full network này. Mình thấy là ngoài cái post ra nó sẽ gọi thêm một cái API về photo nữa. Gọi thành công đấy chứ. Review data có rồi đúng không? Tận 5.000 data luôn mà. Đấy, nhưng mà data mình trả về nó đang có dạng là một cái array. Trong cái array nó sẽ có một cái object. Và trong cái object đấy nó mới có cái thumbnail này. Hoặc là cái URL này. Được chưa? Đấy, thì cái mình cần truy cập là cái URL chứ không phải là cái INET số 1. Rồi. Từ cái slider đây. Đấy, thì nó là có xanh vì là cái image list chấm .inet đấy, thì nó ở cũng có thể là chấm .inet chấm phải chấm gì nữa, .inet không thì nó sẽ là một object đúng không, từ cái không nó mình sẽ là ra một cái chấm một cái URL đúng không, đấy nó có hiển thị hình ảnh rồi này đó có chưa. Còn bây giờ image list chấm lang ok .inet cộng một chia cho lên trở lên ok, thì đây nó sẽ có 1/5.000 ảnh này, ấn nét cái là ảnh số 2 này, thực ra là có đổi rồi đó, thấy chưa, thấy ghét cái 5.000 ảnh cái là thấy nó lag liền đúng không, kích cái là nó chuyển ảnh là nó lag liền, nó bị lag là lag ở phía UI nó xử lý ấy. Giống như thầy phân tích ấy, cái này nó sẽ là chia logic hoàn toàn cho thằng client xử lý đúng không, giờ mà mình load lần phát tải về 5.000 cái ảnh thì kiểu gì nó cũng lag đúng không. Đấy, thì ở đây này, mỗi lần thầy kích qua cái là nó đang bị lag này, nó xử lý hơi bị chậm này, cảm giác nó bị delay một xí. Đó. Đó, thì mỗi lần nó nhảy qua nó nhảy màu xanh đỏ tím vàng khác nhau, nghĩa là nó đang get thành công rồi đó. Nó đang nhảy thành công rồi đó, mình gọi API thành công rồi. Rồi. Thì các bạn lưu ý ở trên bảng này. Giờ mình logo lại file app nhé. Vừa nãy thầy đang sử dụng một cái hàm phép dùng UFake. Rồi. Hai thằng này thầy tách ra luôn được không? Ví dụ ở đây thầy có hai cái view effect, một thằng là thầy gọi đến cái phép này để set data đúng không, một cái là thầy set cái product, giờ thầy viết tách cái này được không theo các bạn, được không, nghĩa là một trong một file thầy viết nhiều cái view effect được không, đúng rồi đấy được, tại sao lại được, bởi vì thằng view effect là quản lý cái life cycle được chưa. Life cycle giống như một tiến trình đi. À, các bạn làm bánh là bắt đầu từ là chuẩn bị nguyên liệu bột này, xong tới nhào bột này, rồi đến mang nặn bánh này, xong mang bánh đi hấp này. Mỗi công đoạn bạn có thể có một thằng quản lý khác nhau được không? Được đúng không? Mỗi một công đoạn nó sẽ có một thằng quản lý một mới công nhân để nó làm thực hiện từng cái thao tác từng công đoạn đó. Thì đây cũng vậy, thằng UFake nó đang quản lý cái life cycle. Nó là function quản lý life cycle của thằng React. Đấy, nó là một thằng một cái hook. Và thì mình có nhiều cái view effect giống như mình có nhiều cái thằng để quản lý cái tiến trình cái life cycle của nó, thì ở đây mình viết chung mình viết kiểu này thì mặc dù là mình tách ra hai thằng để cho nó ngắn gọn code thôi, sorry không phải ngắn gọn mà là cho mỗi một cái view effect nó trở nên là cảm giác là ngắn thôi, nhưng mà khi mà compile ra thì thực ra là bởi vì view effect của mình đều không truyền dependency vô nên tác dụng giống nhau, nên khi chạy nó sẽ gom hai thằng này nó chạy một lượt luôn, được chưa. Thế nên là bản chất là bạn tách ra này nó cũng không khác gì là không tách. Rồi. Đấy, nhưng mà cứ tách đi, tí nữa mình sẽ có tác dụng. Đấy, mình rồi. Thì ngoài thằng async phép này để gọi API thì các bạn xem trong tài liệu á, thầy ông thầy Tùng có suggest các bạn một cái thằng khác nữa. Network URL từ thêm cái đề tạm để cho lỗi đã tính tiếp.
Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái thư viện khác. Vừa nữa là thằng mình sử dụng cái thằng Axios. À sorry, thằng Fed. Ngoài thằng Fed ra, mình có một thằng nữa thư viện tên là Axios. Được chưa? Axios này là một cái thư viện thầy khá hay sử dụng. Nó có nhiều cái ưu điểm. So với thằng Fed. Ưu điểm gì thì lên mạng đọc, thầy cũng không nhớ nữa. Nhiều lắm. Đó thì để xài Axios nó có cái. Đầu tiên là mình phải cài được cái thằng Fed là mặc định nó sẽ có trong Riot, được chưa? Nhưng thằng Axios là thư viện bên ngoài, middleware bên thứ ba, third party, nên là mình phải import. Như thầy xài Jan là thầy sẽ Janat Axios, còn bạn nào NVM thì thích NVM cũng được. Bạn vừa xài NVM vừa xài Jan cũng được, không có vấn đề gì. Nó chỉ có vấn đề là khi mà các bạn tạo ra ở trong đây, nó ngoài cái file như thầy là chạy là Jan lốc này. Đấy, nó có cái bucket lốc, bucket lốc này chính là do thằng thằng NVM tạo ra đó, mà thầy thì thầy không thích, thầy muốn là có một file thôi. Đấy, thầy đồng bộ, thầy xài Janet chứ không xài xài thằng NVM nữa. Rồi cài này cơ bản thì dễ hơn, cài là xong thôi. Rồi, sau khi cài xong thì mình xem thử cái tài liệu của nó hướng dẫn. Rồi muốn xài đúng không? Đấy, đầu tiên là Axios e-cancel các thứ này mình chưa cần. Cái nào để lấy data? À đây, cái đoạn lấy data đây. Đầu tiên là import Axios from Axios. Rồi thì trong bài app của thầy, thầy sẽ import cái Axios đó. From Axios. Này, nó là thư viện bên ngoài nên thầy sẽ để ở section đầu tiên, ở phía trên. Còn những cái thằng này là import local nha. Đó, Axios from Axios. Xong bây giờ sao? Mình gọi là mình sẽ gọi Axios.get. Đó, rồi. Copy nguyên cục này đã rồi tính. Rồi. Đấy, một cái view fake mình tạm thời thầy tạm thời sẽ comment cái view fake trên, gọi là không gọi API bằng thằng fetch nữa mà thầy sẽ thay thế bằng cái thằng Axios. Chưa, tương tự nó cũng vậy, như vậy thôi. Axios thì nó sẽ truyền một get là một cái URL vô, đúng không? URL của mình là thằng nào? Chính là thằng sirpod này, copy lại này, thay vào cái đường dẫn này axios.get. Được chưa? Nó sẽ clear hơn thằng fetch. Thằng fetch thì không có truyền cái gì vô thì mặc định nó sẽ là get. Còn thằng này thì mình chấm get thì nó là phương thức get. Còn bữa mình có mấy cái thằng method khác là gì? Method khác như là post, delete, put, path đúng không? Thì bạn chấm post, chấm delete, chấm put, chấm path là ra. Rồi với cái đường link này. Sau đó đen thì sao? Đen thì đầu tiên là mình cứ console log cái result đã. Mình sẽ sử dụng cái log của mình cho dễ nhìn. Này, get. Get là trong trường hợp mà gọi mà API mà error á. Được chưa? Các bạn biết hàm try với get không? Try get là khi nó xử lý, nó sẽ thao tác từng cái bước một trong hàm try. Bất kỳ cái thao tác try nào mà bị lỗi ấy, nó sẽ trả về trong get. Cái error nó sẽ bắn ở trong get. Thì trong get thì mình sẽ console error đi. Rồi finally. Nếu các bạn sẽ thấy đen và két này, thì nếu mà các bạn học học Promise chưa? Ok, thì đại khái á, là thằng try két này nó sẽ theo kiểu là nếu mà thành công á, thì nó sẽ nhảy vào hàm đen, được chưa? Mà nếu mà thất bại á, thì nó nhảy vào két. Nhưng mà sẽ có những logic mà kể cả thành công hay thất bại bạn đều muốn xử lý, nhưng mà giả sử như mình viết ở đâu đó, viết vào thành công á, thì thành công nó mới chạy, viết thất bại thì thất bại nó chạy, đúng không? Đấy, còn nếu mà viết là finally á, nghĩa là tao không biết mày thành công hay không, mày thành công hay mày thất bại mày đều phải chạy ở đây hết cho tao, được chưa? Đấy, giống như kiểu là mẹ bạn kêu á, hôm nay mà thi được 5 điểm thì liệu về nhà ăn đòn, còn thi được 10 điểm á, thì về sẽ có quà. Nhưng hôm nay tự nhiên lên thông báo, cô thông báo không thi, thế là bạn phải đi về nhà hay là phải trốn đi hay là về nhà, đúng không? Thì sẽ có cái bước finally này, đó là cái bước xử lý ngoại lệ đó. Ở đây mình không cần, mình chỉ cần try với get thôi, ta là chả cần get luôn cũng được, để đó. Rồi mình thử coi thử nó chạy không nhá. F12 lên, F5 lại này, dòng 46, 46 là dòng này đúng không? Nếu mà ra response thành công, response nó trả về hơi bị nhiều data.
Đấy, mình sẽ trong cái response nó sẽ có response.data, à, là cái mình cần. Bây giờ thầy sẽ lốc chỉ là response.data thôi. Ừ. Thì bản chất cái thằng này nó sẽ trả về hơi rắc rối hơn thằng fetch. Thằng fetch thì nó trả về cái ở trên đây, mình trả về red.json cái là ra cái cục dữ liệu luôn đúng không? Còn thằng này thì nó phải chấm data nữa. Mình F5 lại này. Đấy thì data nó chính là cục dữ liệu của mình. Được chưa? Và bây giờ thầy chỉ cần đây cái bước này này, thầy set cái đây bước set post này thì thầy set bằng cái cục data đó thôi. Đây đi, tại vì cục data thì respond chấm data. Sửa thành rest cho đồng bộ trên dễ hình dung. Ok. Đó. Các bạn thấy có data chưa? Vẫn chạy đúng không? Chạy bình thường vẫn ra. Ok chưa? Thì thầy hay sử dụng thằng Axios hơn là thằng get, thằng fetch. Bởi thằng fetch kiểu dữ liệu trả về rồi nó có nhiều cái đấy. À, nếu mình sợ thử này. Nên xài Axios. Ông mình hỏi ChatGPT cho dễ đi. Mà không biết tiếng Việt nữa. Có bạn nào không xài ChatGPT không? À. Đây, fetch là một hàm được xây dựng sẵn built-in function đấy. Đấy, của trình duyệt và được sử dụng trực tiếp, nghĩa là mình không cần cài mà có thể xài được luôn. Còn Axios là một thư viện HTTP của bên thứ ba. Đấy, thì cái hiểu đơn giản này, cái thằng nào mà cho sẵn á, nó cài sẵn á, thì nó cũng sẽ có giới hạn đúng không? Còn thằng ở bên thứ ba thì nó sẽ, bởi vì bên thứ ba nó làm thì chắc chắn là mình muốn người dùng sử dụng thì nó phải xịn sò hơn đúng không? Rồi, hỗ trợ trình duyệt thì hầu như bây giờ nói chung là hai thằng nó đều hỗ trợ hầu hết các trình duyệt, không phải có quan tâm xử lý lỗi này. À, thằng fetch thì không tự động xử lý lỗi mạng như lỗi kết nối hay HTTP không thành công hay là kiểm tra trạng thái, còn Axios thì nó có kiểm tra, nghĩa là ok về cái phần quản lý lỗi thằng Axios hơn 1 điểm. Tiếp theo là hỗ trợ hủy yêu cầu. À, hủy yêu cầu nghĩa là sao? Giả sử bạn có một cái yêu cầu được gửi đi à, nhưng mà các bạn vô một cái website là các bạn sẽ gửi một yêu cầu gì đó, nhưng mà các bạn thoát ra khỏi website đó hay là các bạn chuyển tab chẳng hạn thì các bạn phải ngắt cái thao tác đó đúng không? Muốn dừng không gọi nữa. À, giống như kiểu là có khách qua chơi nhà thì bạn chạy đi gọi bố. À, nhưng mà khách qua mà không thấy bố bạn nhà, thôi tao mày không cần gọi đâu, tao đi về luôn đây. Thì cái thằng fetch nó vẫn chạy đi gọi. Tôi không cần biết ông về hay không, tôi vẫn chạy đi gọi. Đấy, còn thằng Axios thì nó có cơ chế nó hỗ trợ việc hủy cancel cái yêu cầu đó đi. Đó, thì nó sẽ dừng. À, khách về cái thôi tao khỏi gọi nữa. Kiểu như vậy. Đấy. Nói chung là cơ bản ấy, so sánh vài điểm thì mình đã thấy thằng thằng Fed nó ok rồi đấy. À thằng Axios nó ok hơn rồi đấy. Còn thằng Fed này, cái vừa nãy mình nói này, cái phương thức trả về dữ liệu là mình phải chấm JSON, chấm test hay là chấm blow để trích xuất dữ liệu từ response. Còn thằng Axios ấy, thì nó trả về một promise, nó có rất là nhiều cái data trong đó. Vừa nãy mình lốc cho các bạn coi đấy là lại đi, chạy lại. Lốc lại nhé. Đâu rồi? Mắt mờ rồi. Lốc lại này. Mình đã thấy là trong này nó có config luôn này, có data, có header này, có request này. Nói chung là nó có rất là nhiều thông tin ở trong đây. Hơn là thằng fetch, đúng không? Đó. Đó. Thì đấy là lý do thầy hay sử dụng Axios. Rồi thì à, bản chất thì mình hiểu là Axios hay Fed nó cũng chỉ là một cái công cụ để giúp mình truy cập để lấy dữ liệu thôi đấy. Còn vừa nãy là mình sử dụng phương method là gọi là gì get. Bây giờ mình thử get nhưng mà với một cái mốc API khác nha. Thì các bạn mở cái file đây này, bữa trước mình sẽ có một cái file fake data. Fake data là mốc data, là ID
thông tin của mình bao gồm discount, image rồi nhiều thằng này này đúng không? Cái image mà để gọi là render ra cái list ở dưới của mình ấy. Thầy sẽ comment lại file app để cho dễ nhìn nhé. Đây, comment cái post lại, mình giữ lại cái folder ở dưới thôi. Loát hết cả lên rồi. Đây. Rồi, thằng product ở dưới nó đang bị truyền bị sai dữ liệu nên là không có, đúng không? Bây giờ mình sẽ phải lấy cái dữ liệu giống như nó thì có một cái có một website tên là mockapi.io. Đấy, vô cái là giả sử bạn chưa có là nó sẽ giống thầy như thế này. Để thầy remove đi, delete đi. Được chưa? Đấy, mới vô, mình sẽ không có gì, nó sẽ giao diện nó sẽ như này thôi. Bây giờ mình thầy là cần danh sách là một cái product đúng không? Thì thầy tạo new một cái product, project name là product, được chưa? Tại vì XML API thì không có, khỏi cần luôn. Create, tạo ra. Thì trong product ấy, nó sẽ cho thầy là config. À, mình sẽ new result này. Là mình muốn cái thằng đó nó gồm những cái field gì á. Thay vì mình bây giờ nếu mà không các bạn phải tạo ra một cái AP backend, một cái database. Thì bây giờ bạn tạo ra một cái gọi là cái dữ liệu nó trả về cho bạn nhưng mà theo yêu cầu của mình. Đấy chưa? Thì mình vô cái mock API này. Để hai bên dễ nhìn nha. Thì đầu tiên là mình sẽ có ID. Ok, nó có sẵn ID cho mình này. Nó có discounted. Được chưa? Mình thêm một cái field discounted. À, discounted nó là gì? Nó là một cái number. Được chưa? Number hay là ngoài ra mình có thông tin gì nữa không? Ok, number thôi. Mình có một cái image. À, nó có luôn này. Nó có cái avatar. À, thì bản chất là cái avatar với cái image của mình nó giống nhau. Nó lấy từ fake CS này. Image, ok. Lấy từ fake CS được không? Discounted nó là percent ta. Ừ, nó không có discount của mình lại đi discount này nó là number đã đi rồi discount là number shop name thì lấy từ fake CS nó là name shop name là currency name user shop name là shop name thì cũng được rồi nó có mình có new price đúng không new price mình cũng lấy từ fake CS thôi nó là đây e-commerce chấm price ngon new price old price luôn fake CS nó cũng là chấm price name thì mình lấy một bộ đất discount đó là number đi rồi product name rồi stock số số lượt bán Ray
Ray là một cái number đi. Stock cũng là number. Show là number luôn. Ok, tạm lại đi. Mình chọn create thử nhá. Thằng này nó đang bắt mình trả phí rồi. Để mình kiếm thằng outsource name là pro. Rating, ok. Mình tạo đây, mình có thể chọn mình muốn trả về bao nhiêu cái product này. Mình chọn tầm 56 thằng đi. Đấy. Đó, mình chọn generate on data. Đấy. Click vào cái data này. Đợi tí nó load này. Đấy, có cái data, có cục dữ liệu. Được chưa? Rồi thì bây giờ mình muốn truy cập vào cái API đó để lấy data thì thế nào? Mình sẽ lấy cái này, mình sẽ truy cập với đường dẫn này. ICI sẽ on endpoint của mình. Endpoint của mình ở đây nó là gì? Nó là cái đường dẫn project này, product này. Đó, trả mình dữ liệu đấy, chưa? Cục dữ liệu của mình như thế này. Đấy thì cái thầy có cái API thầy chỉ copy nguyên thôi. Xong thầy thay thế vào trong đây. Đây. Thay vì lấy cái dữ liệu từ mock data đúng không? Mock data rồi, product list lấy từ mock data. Rồi. Bỏ luôn. À, cái này là mình lấy set product list được không? Thì mình lấy ở đâu? Thì thầy sẽ sử dụng a cos chấm get đúng không? Đầu tiên là mình chuyển cái URL vô này. Đây, URL đây. Cái máy này nó nghe lời này. Rồi. Chấm đen đúng không? Xuống đi copy cho nhanh. Tên thì đấy set không phải set post nữa, ở đây mình sẽ set cái gì, set product đó, còn get thì sẽ log error đó. Ok, mình quay lại cái web của mình, F5 lại, F12 lên, đó, bỏ lỗi log rest dòng này bỏ đi đã này, log response dòng 34 giữ lại. Respond chấm data có dữ liệu rồi, respond chấm data thế là mình lớp đúng rồi mà, set product thì bằng respond chấm data, đó là cái list danh sách này đúng không? Đấy, tại sao nó đang không hiển thị được? Ok, các list của mình thì list thì bằng product, product là đúng rồi. Rồi các list à, ở đây thầy đang sửa cái cạch của thầy, thầy sửa cạch list rồi, thầy sửa cạch list sao lại thầy sửa cả cái cạch post này nhỉ? Vừa nãy là sửa cạch post thôi chứ, còn cạch list là phải giữ lại đúng không? Revert lại code này. Đấy, cái thằng này nghệ thuật copy paste, và thằng này vẫn giữ nguyên các clip của mình, clip thì lấy ok, mình lấy cái cạc này có thông tin này. Ok, có dữ liệu ngon chưa, mình lấy được khoảng năm mươi mấy thằng, dữ liệu sẽ ít hơn thằng kia. Thằng kia thì số lượng mình không custom được á, nó trả với bao nhiêu mình phải lấy bao nhiêu thằng, giống như nó thả ảnh về nó trả 5.000 ảnh á, mình phải lấy 5.000 ảnh. Ở đây mình sẽ lấy tx, ở đây phần trăm số, một số nó render ra này, chắc có thể có số nó sẽ render âm ra luôn này,
Đó, có số thì có thể là trên 100, mình tạm đi, mình chỉ cần biết nó là số là được. Rồi hình ảnh này, tên này, giá này, giá gốc, giá cũ, rồi khuyến mãi bao nhiêu phần trăm, rồi xu, tên sản phẩm, số rating, rồi là số lượng bán. Đó, random mẫu như một con số thôi. Tất nhiên là sẽ không cover hết được, không đúng chính xác 100%. Giống như ở đây thì thầy có config đọc thằng này. Thầy có config cái ray này, nó là number thôi, nhưng mà ray của mình nó chỉ chạy từ 1 tới 5 đúng không? Nhưng mà cái number này có thể là nó ra con số rất là lớn, nên là cái ray của nó không chính xác. Mình chưa tìm được cái miền giá trị, thầy chưa tìm được cái field nào nó phù hợp ấy, kiểu dữ liệu phù hợp. Nhưng mà thằng này nó khá là tốt trong việc là các bạn sẽ tạo fake data, sau đó thì import hiển thị nó vô trong trong giao diện UI như này. Rồi, bây giờ các bạn làm một cái bài tập nhỏ nhỏ là hiển thị cũng là cái danh sách gọi là sản phẩm vừa nãy. Nhưng mà vừa nãy thì mình chỉ truyền vô là cái body, title và cái customer ID đúng không? Hay là user ID á. Bây giờ các bạn hãy sử dụng cái thằng móc API này. Đó. Đây. Để lấy tạo ra một cái dữ liệu phù hợp với lại cái data trước á, của thầy. Đó. Rồi các bạn dùng Axios để map ra. Thầy sẽ gửi cái thằng thư viện này lên thôi nha. Đấy, mình sẽ sử dụng cái thằng mock API này. Ngoài ra thì mình sử dụng thêm thằng Axios nữa. Đây, thầy sẽ gửi trang chủ của thằng Axios. Các bạn làm bài tập đi. Đây, mình đang sử dụng hàm Axios.get để lấy dữ liệu. Đây cũng Axios.get, được chưa? À, bây giờ cái với cái Axios dưới này đi, cái trên này đi nhé. Thầy sẽ update nó lên. Nghĩa là cú pháp này á, thầy đang sử dụng là sử dụng promise. À, ngoài promise ra thì sau này á, nó sẽ phát triển một cái thằng mới, nó gọi là async away. Được chưa? Thì mặc định á, thằng async thằng JavaScript á, thì các bạn biết rồi. Một số tiến trình nó sẽ là đồng bộ. Còn một số thằng khác nó mất công phải chờ á, mất thời gian xử lý á, ví dụ là call API chẳng hạn, hay là set timeout, set interval, một số cái tác vụ thì nó là micro task và nó sẽ chạy bất đồng bộ đúng không? Đấy, thì khi mà mình muốn một cái chức năng của mình á nó chạy được đồng bộ á, mình bắt nó phải chạy đồng bộ thì mình sẽ khai báo async, nghĩa là cái function này mày phải chạy đồng bộ cho tao. Và khi mà nào mình viết một cái từ khóa away ở đầu á thì cái sau cái thằng away á nó sẽ phải đợi, cái function nó chạy tới cái đoạn mà có chữ away á, nó sẽ đợi cho cái tác vụ đó xử lý xong nó mới được xử lý tiếp. Đây thì ở trong document của trung tâm cũng có, ví dụ mình có một cái function tên là onSubmit data đúng không? Đấy, thì mình sẽ gọi tới rồi, đây này, sử dụng syntax không sử dụng cái gọi là cái then rồi cái get này nữa, mà mình sử dụng try get và mình sử dụng cái thằng thằng gọi là async away, được chưa? Thì ở đây á, thay vì gọi trực tiếp data trong đây đúng không, thì thầy sẽ gọi, nếu mà không thì thầy sẽ phải get API, gọi là set ở trong đây. Thế nên là thầy sẽ gọi một cái function, dùng một cái new và tạo một cái const, một cái gì, gọi là get. Đây là data gì, get product, và thói quen của thầy là thêm s hoặc là thêm chữ list đằng sau, product list hoặc là thêm chữ s, gọi là mình hiểu là danh sách nhiều product, sẽ bằng cái cú pháp của nó này, và bằng cái gì, async đúng không, async. Đấy, sau đó là error function, ở bên trong là logic mình sẽ xử lý ở trong đây. Lúc đây thì họ call một cái data, và bởi trường hợp của thầy Tùng ở đây, thầy ví dụ á là thầy đang pop dữ liệu lên thay vì get. Mình get thì mình không cần cái gì đúng không? Đấy, thì mình lấy luôn, mình chỉ call một cái URL, mình không cần con URL luôn, mình try get ở trong luôn. Đấy, mình try get ở trong. Đó, thì mình sẽ thay thế cái gì đầu tiên á, pop dùng URL đúng không? Ok, mình con một cái URL bằng cái gì, chính là cái URL này đúng không? Comment lại chứ, rồi URL chính là cái này. Data mình có không? Không có, gọi là cái post. Phương thức là gì, get đúng không? Nhớ nhá, các bạn gọi sai method là nó sẽ sai. Tí rồi để nguyên là post đi, để tí nó xem thử nó sai thế nào. Rồi có, nếu mà get thành công thì mình sẽ set data, được chưa? Thay bằng chữ response.
Còn L thì gì? Không phải login thất bại mà là log cái error thôi. Đây. Ok, Axios thì cái hàm không cần nữa. Rồi, thầy đang cố tình gọi sai method này. Các bạn thấy nhá. Ra trang web website này, F12 đây này. Network này. Gọi sai method mà sao không báo lỗi gì luôn đấy. À, sorry. Đây là thầy mới degree, nghĩa là đã mới khai báo cái function là getPost được chưa? Còn đã sử dụng nó đâu? Bây giờ phải use effect đúng không? Use effect. Đó, sau đó gọi đến cái hàm đó thì nó mới được thực thi đúng không? Nghĩa là khi mà chạy vào use effect thì nó sẽ gọi đến cái hàm này, và hàm này là một hàm async function, async away. Được chưa? Rồi, bây giờ nó mới chạy này. À, giờ nó mới báo lỗi. List.map ý nó là function. À, bởi vì sao? Bởi vì mình code API nó đang bị lỗi. Rồi. À. Rồi, thằng này nó viết nó không handle này. Nghĩa là product ở đây mà mình gọi đến phương thức post này mà nó vẫn cho mình post luôn. À, là có vấn đề đúng không? Ở đây đang phải get. Cái sai đáng lẽ là không chạy mà do thằng API fake chắc là nó bị SIDA đấy. Rồi mình get, get thành công. Get thành công thì sao? Có dữ liệu. Đây, đúng không? Có dữ liệu. Vừa nãy là mấy cái nó báo đỏ á, là bởi vì là mình không handle cái trường hợp mình get không thành công. Mình get không thành công mà mình vẫn set cái product thì bằng red.data, trong khi data nó bằng undefined đúng không? Mà list ban đầu của mình là một cái array rỗng, mà khi nó undefined á thì nó chạy xuống phía dưới này. Và mình đang check trong cái cạc list này, mình chỉ check cái trường hợp là list.map luôn. Mình chưa hề check là list chấm len list và list chấm len lớn hơn không và anh mình chưa check hết các trường hợp, nghĩa là giả sử trường hợp list mình undefined thì sao, trường hợp mình list mà nó chấm len mà nó bằng không thì sao đấy, thì chỉ có trường hợp mà list chấm len mà nó phải là list, nó phải là cái array và cái len nó lớn hơn không thì mình mới render được cái thằng này thôi. Đó. Thì mình viết như vậy để mình cover được nhiều trường hợp hơn. Rồi. Thì ở trong đây thầy Tùng có một vài cái API, bây giờ mình thử thôi, nó có chạy không nha. Xem thầy viết cái gì này. Đây giả sử như thầy có cái cú pháp là on submit async thì gọi thì cái này, đúng không? Gọi trực tiếp này luôn. Bây giờ thì thầy trong file app cái button, mình có mấy cái button đúng không? À, button cộng trừ đấy, à thêm một cái button nữa thầy sẽ truyền ở đây là title là gọi con API, à không có cái count nào ở đây cả. À, on click thì làm gì, on click thì nó sẽ gọi đến hàm on async, à được chưa, và ở trên đây thì thầy sẽ khai báo nó thôi. À, nhớ nhá, khai báo mấy cái đó thì nó sẽ nằm ở trên UEFI đấy, đấy là một cái quy tắc, tất cả các hàm thầy viết nó sẽ nằm ở trên UEFI chứ không để ở dưới. Ok, thêm một cái hàm ở đây. Đây hàm là với username này, password này, URL là cái server test của thầy Tùng, giờ thử xem nó còn hoạt động không. Mình sẽ có web training đúng không, F5 lại, reload lại này. Ở đầu mình sẽ có cái code API, clear hết lên cho nó sạch sẽ đó này. Con số lốc cũng clear sạch luôn. Code API báo đây. À, nó báo. Mình phải đọc biết à, login thất bại. Thất bại là tại sao? Request fail with status code 404. Cái ở đây xem thử nó có mình có thể đọc được ra cái lỗi gì không nhá. Header là 404 này, đến với API login phương thức là post. Payload của mình là password và username là chính là cái dữ liệu mình gửi lên này, thấy không? Thì nó sẽ nằm trong payload. À, ở đây thì bạn sẽ thấy một cái trường hợp, nếu như trong trường hợp mà mình code API mình không có, mình mới vô web này, thì mới vô web xong này thì bạn sẽ thấy nó get product này thì nó không có payload mà nó có preview và respond đúng không, respond là trả về đúng không. Còn trong trường hợp mà mình gửi lên mà nó có data, mình cần gửi một cái cục dữ liệu gì lên đó thì nó sẽ có thêm hình phần là payload. Payload chính là những cái mà mình sẽ gửi lên cho server đấy, ví dụ bây giờ thầy kích kích vào đây đấy thì nó sẽ có cái payload. Được chưa?
nó vẫn có query và review response, bởi vì bản chất mình gửi dữ liệu lên cho server thì server cũng có phản hồi, giống như kiểu mình đi vô quán mình gọi phục vụ thì nó cũng phải, nó kêu ít nhất nó cũng phải kêu câu dạ đúng không? À chà, sorry nãy giờ không nói. Ok đó thì thầy kích là chạy, nhưng mà không biết tại sao là có thể là canvas training đó nó fail, thì có thể là cái API này của thầy Tùng nó có vấn đề rồi, SIDA rồi. Thế là chuyển qua dùng API của thầy. API của thầy thì thầy đang dùng thằng này, thầy sử dụng con render này, render này task. Đợi thêm một chút nha, ở đây con API của thầy đây rồi, copy. Đó, thầy sẽ không gọi username và cái password này nữa, thầy sẽ gọi những URL này. Các bạn không cần care, không cần biết là tại sao nó chạy đâu, chỉ cần biết là nó chạy là được. Postman.com xịt này URL xịt sẽ admin xịt thầy sẽ không sử dụng username employee in. Chuyển lên một cái email. Bắt buộc là từ 1 tới 6. Rồi, ok. Thử lại. Thằng này nó cũng không gọi ai. Đây. F5 rồi. Kích con API này. Log in này. Nó là username hay là gì? À, nó là email chứ không phải username. Server. Chạy đúng, ok. Postman chạy được thì ở đây thầy sẽ thay thế. Chạy lại. Con API lại. Login. Rồi, login thành công. Nó sẽ trả về cho thầy cái token. Rồi, với cái token này thì làm thủ thuật tí. Lên cwt.io như thế chẳng hạn, thầy dán cái token của thầy vô đó, thầy có đọc thông tin này, thông tin là nhân viên, tên của nó là nhân viên số 3, phone number là này, địa chỉ là Cù Chính Lan, email là như thế này, ngày tháng năm sinh, rồi trạng thái tài khoản là active, nó có role đấy, nghĩa là có quyền là nó kết tất cả employee hay là xóa employee. Rồi, ngày hết hạn của cái token này là bao giờ? Đây, ngày tạo chứ, ngày tạo của cái token là hôm nào và ngày hết hạn là bao giờ? Đó, thì đấy, đấy là cái token. Đây là cái logic. Thực tế đây là con back end mà thầy đang code ra ở cái lớp trước, cái lớp bạch 2930 á. Đấy, thầy đang code ra và cho các bạn để làm bài tập để login. Nhưng mà login là UI các bạn phải tự viết. Đấy, còn ở đây bây giờ coi như là các bạn mặc định là có API rồi, mình chỉ làm chức năng login chẳng hạn, thì ở đây là thầy đang truyền trực tiếp email và password vô đúng không? Đấy, nhưng mà trường hợp của các bạn á thì sẽ phải làm sao? Các bạn sẽ phải có một cái form, các bạn điền email, điền password vô, xong rồi phải xác thực thử là cái email nó có hợp lệ không, password có hợp lệ không, xong ấn submit để gửi lên đúng không? Rồi ok, thì buổi tối hôm nay về á, thầy sẽ cho các bạn cái rule để check email.
có cần rule luôn, các bạn dùng giúp và để check email bắt buộc của thầy chỉ có đúng một cái rule thôi, là phải lớn hơn 6 ký tự, không cần biết là nó số chữ hay là gì, miễn sao lớn nhiều hơn 6 ký tự là được. Thì bài tập về nhà hôm nay là các bạn sẽ làm cái form input đâu rồi, nhìn chung anh có thể mệt mỏi, người nào cũng có bài tập đây. Homework là section 7, à, cái form số 1 luôn, là mình sẽ có login này. Ở đây nó chỉ có một cái field là bắt buộc đúng không? Các bạn thêm giúp thầy một cái field là email nữa, email chứ không phải username nhá. Và các bạn cứ mặc định là thầy sẽ put cái code lên, các bạn mặc định là đăng nhập vô đây cho thầy, đăng nhập vô từ từ để thầy xem DB của thầy luôn. DB là sử dụng thằng nào nhỉ? Ở đây lâu không dạy thì backend là lú luôn rồi. Rồi thầy sẽ cho các bạn loạt một loạt các tài khoản, miễn sao khi các bạn đăng nhập xong á, đây đăng nhập xong mà nó sẽ trả về cho các bạn một cái token và cái reset token giống như thế này là được. Đây, nó cho có một cái token và một cái reset token, nó còn nó có tác dụng gì thì sau này mình học backend mình tính sau, nhưng miễn sau khi các bạn đăng nhập, khi các bạn gửi request á mà nó hiển thị ra cái thằng này về là được, được chưa, là coi như bài tập hoàn thành. Đó, thằng đấy nó trả về gì, employee đúng không, employee đây, email là nhân viên NV01, NV02, NV03, NV04. Đấy, có bốn cái account. Thầy sẽ nốt trong trong file README luôn. Đăng nhập bằng các các bạn chọn cái nào cũng được, cái này thầy tạo sẵn rồi. Từ là từ 1 2 3 4 5 6 ok. Đó, các bạn cứ làm theo cái này là được. Ở đây thầy có code mẫu rồi này ấy, nhưng mà đây là thầy lấy cái data ở đâu, thầy lấy data là ở trực tiếp gọi là thầy fit cứng ở trong này luôn đúng không, các bạn chỉ cần lấy trong cái bữa trước là mình có cái hàm submit của thằng formit đúng không? Đây này, cái form của mình đâu rồi? Component register đây. Chưa? À, cái hàm submit của thằng form, của thằng formit đúng không? Thì mình sẽ lấy được các cái giá trị ra, ví dụ name bắt buộc, confirm bắt buộc đúng không? Sau đó mình const một cái data, sau đó mình lock. À, thì bây giờ các bạn chỉ cần map cái đoạn demo ra đây là được. Đấy, sau khi nó kích vào cái button, gọi là button gì? Button login đúng không? Thì bạn lấy những cái thông tin thay vì những cái thằng này thì sẽ lấy password và email. Và thấy cái đoạn xử lý ở đây này. Bỏ cái thằng này vô là được. Đấy, con một cái URL, sau đó thì try một cái array, hoặc là các bạn viết một cái function rời hẳn ra bên ngoài cũng được, xong chỉ truyền dữ liệu vô trong thôi. Ví dụ đây ở đây mình có cái hàm là đây, async function, thầy chỉ ví dụ thôi nha. Này chưa có axios này, vào thằng axios vô rồi, thằng này mình muốn nhận cái gì, mình sẽ nhận một cái data đúng không, thay vì lấy data ở đây, thầy sẽ nhận một cái data đúng chưa, khi nào thì gọi hàm hay khi nào gọi chính đoạn này đúng không, gọi chính này xong thầy truyền cho nó cái data. Thì cái này cái luồng logic của này thế nào, là thầy có một cái form, thầy sẽ điền email và password. Đấy, email nếu mà bắt buộc đã thỏa mãn thì cái nút ở đây thầy sẽ có một cái nút là continue hoặc là login luôn cũng được, kích vào cái là nó sẽ chạy qua, nó sẽ duyệt qua, nó xử lý hàng loạt các logic, nó kiểm tra thử email rồi là bắt buộc rồi thỏa mãn điều kiện chưa, ổn chưa, ổn rồi thì nó chạy vô đây nó lấy email bắt buộc ra rồi nó tạo ra cái data. Còn nếu ở đây tại sao thầy lại cần tạo ra cái data, bởi vì dữ liệu của thầy nó là từ hai cái form khác nhau, mà nếu mà thầy lấy mỗi từ value ra nó không đáp ứng được cái yêu cầu bài toán, nên là thầy mới phải const cái data như thế này. Còn các bạn nếu mà có luôn đấy, vứt trực tiếp cái value vào đây luôn cũng được đấy, không vấn đề gì cả, nếu mà value của bạn chỉ có hai đúng hai biến. Nhưng mà thầy khuyên là các bạn nên ghi rõ ra, giả sử như cái trường hợp này của mình là thầy comment đây nhá, value của mình nó sẽ có cái
email và bắt cuộc đúng không? Đấy, thì sau đó thì mình email đó, thì sau đó mình gửi cái data, data là cái loại object để mình đóng mở ngoặc này và email bắt cuộc. Thì khi này nó tự hiểu, động hiểu á là nó sẽ gửi vào một cái object nó có email và bắt cuộc. Đấy, thì cái object là chính là cái data. Thì ở đây thì mình nhận cái data rồi và mình bắn ở trong cái này. Nếu mà login thành công thì nó respond với cái data, còn không thì thất bại. Đấy. Ví dụ bạn có thể thêm một cái log. Log là login thành công. Hoặc là các bạn sẽ có một cái khái niệm thế này. Thằng Bootstrap ấy, nó có cung cấp Bootstrap không phải à, nó gọi là cái toast. Toast là cái gì? À, là sẽ hiển thị một cái như kiểu là một cái pop-up ấy, ở góc nhỏ nhỏ này này là sẽ show. Đó, ví dụ là ở đây là toast thành công chẳng hạn, là xong thông báo là thành công hay thất bại gì đó, nó sẽ hiển thị lên màn hình ở góc bên phải màn hình này để cho bạn biết được. Ví dụ login thành công phải không, nó hiển thị một cái message nho nhỏ ở góc bên phải này là login thành công. Đó. Còn mình thì mình vẫn chưa xử lý là login thành công nó phải làm gì đúng không, thì bữa sau mình học đến router mình sẽ có fix cái việc đó. Đó thì bài tập này nó sẽ khá là nhỏ thôi để bù lại cái bài tập hôm bữa mình làm nó hơi dài. Thì bữa trước mình làm login là có hai cái form rồi, bây giờ mình chỉ cần tái sử dụng lại cái form đó và mình thêm cái login nữa thôi. Bữa trước là register đúng không, bây giờ login và mình sử dụng lại cái logic. Logic ở đây là mình sử dụng URL này. Đấy, những cái logic này thầy sẽ comment lại code này nhé, các bạn có thể lấy tham khảo hoặc là viết lại xịn sò hơn cũng được. À, ok, nó nằm ở trong register form. Ok, các bạn có thể làm bài tập, làm với bài tập đấy, cái bài tập form vừa nãy, form login vừa nãy, để đẩy code lên nha. Thầy put lên run là section 6 nha. Cái file app của mình nó đang lủng củng, tính như các thể loại cái gì cũng có. Bữa sau này mình học sẽ qua router để mình tách tất cả những cái thằng nó ra thành một cái logic riêng cho nó không bị rườm ra. Đây, từ nhạc rồi form các thứ nó đều có hết. Sau mình sẽ học đến router. Đấy, phụ thuật mình. Ở đây các bạn thấy nhé, giả sử như ở đây mình có hai cái API ở file app này, mình đang gọi lần lượt nhiều cái API. Thứ nhất là cái API mà bạt node 2930 này là API của thầy viết đúng không? Rồi ở dưới đây thầy lại sử dụng một cái nhiều cái API là get cái JSON player. Thì ở đây thầy đang gọi multi API. Nhưng mà trên thực tế thì thường thường một ứng dụng web các bạn làm thì các bạn chỉ gọi API ở một nơi thôi. Được chưa? Nghĩa là có thể là thầy vẫn cần cái dữ liệu từ cái JSON player. Nhưng mà bản thân thầy á, thầy sẽ không gọi. Đây, thầy sẽ vẽ lên bảng cho thầy luôn nhé.
sẽ có một cái web FE, được chưa? Nó sẽ cần lấy nhiều dữ liệu, giả sử lấy dữ liệu user, dữ liệu người dùng, rồi dữ liệu về product, được chưa? Rồi tổng đồng hết nhiều cái nguồn tài nguyên để lấy dữ liệu. Tuy nhiên các bạn không phải chọn đến nhiều cái API để lấy dữ liệu, mà các bạn chỉ cần chọn tới một thằng duy nhất thôi. Vẫn là user ở đây, vẫn là product ở đây. Đấy, nhưng mà các bạn không, thay vì phải chọn trực tiếp tới đó thì các bạn chọn đến thằng backend, được chưa? Và thằng backend sẽ là trung gian, nó đóng nhiệm vụ, nó chọn đến những cái thằng liên quan, được chưa? Thì thực tế là các bạn chỉ cần chọn backend là được. Thế nên là ở đây giả sử như cái link này thầy đang lấy là sửa bot, giả sử như lúc sau thầy lại có một cái thằng cũng là API này nữa, nhưng mà ở đây thầy lấy thằng này đây, nhưng mà không phải là sịt post nữa, mà là sịt comment chẳng hạn, được chưa? Thì có nghĩa là mỗi lần gọi thầy đều phải lặp lại cái URL này, đúng không? Mà mỗi lần lặp như thế này, lặp URL ấy, thì nó sẽ bị bất tiện, đúng không? À, bất tiện là sao? À, mình phải lặp đi lặp lại nhiều lần code, thì thầy đã nhắc đi nhắc lại các bạn rồi, à, việc lặp đi lặp lại code một cái đoạn code nhiều lần đấy, à, thì là không tốt. Tất cả các biến các bạn xài ấy, giả sử như trường hợp mình là cái URL, nó không phải là cái biến mà nó là constant, nó là hằng số, đúng không? Đấy, thì các bạn phải nên khai báo constant. À, nhưng mà trong trường hợp này nếu mà đơn giản là chỉ khai báo constant không á, thì nó lại có bị một cái là khai báo constant, xong mỗi lần gọi ra xài ấy, các bạn cũng phải gọi lại cái hàm nguyên cái này, xong nối constant đó cộng thêm cái chuỗi này. Giả sử như là mình sẽ có nhiều, ví dụ như thầy sẽ có khoảng ba cái API, đó là xiệt employee, đó là xiệt ví dụ customer, xong rồi xiệt là cái gì, là user chẳng hạn. Thầy có ba cái API này đúng không? Nếu mà các bạn viết theo kiểu constant á, các bạn sẽ phải tạo ra một cái URL như thế này, sau đó thì URL bằng như thế này, rồi sau đó cái đoạn đằng trước này xiệt view xiệt admin nó là chung, đúng không? Thì các bạn sẽ phải viết một cái biến đặt ra vô. Nó lại đại khái cái à, không phải đây, nó sẽ là constant đi, đó là base URL, trong đó mình khai báo như này chẳng hạn, đúng không? Đấy, thì các bạn sẽ phải lặp đi lặp lại đoạn code này nhiều lần, xong cứ mỗi lần gọi lại phải lặp cái URL, xong cộng thêm chuỗi đằng sau, được chưa? Nó cũng khá là bất tiện. Đây chính vì thế thầy sẽ làm một cái thao tác, ví dụ là đối với ứng dụng React đúng không, thì thầy sẽ tạo một cái biến cái file NV đó. Thầy tạo một cái file NV chấm NV nhá. À, bọn em biết chấm NV là viết tắt của gì không? NV là viết tắt của một cái file, tên đầy đủ của nó là environment. Environment nghĩa là môi trường, đúng không? Nghĩa là thầy sẽ còn phải có những cái constant á mà nó không cần bảo mật, thì thầy sẽ có thể để trong cái folder, tạo một cái constant ở một cái folder đâu đó. Nhưng ở đây á, cái biến của thầy á, nó sẽ cần tính bảo mật chẳng hạn. Đó, ví dụ cái URL thầy không muốn là người ta biết để người ta truy cập tới, hoặc là đơn giản là ở phía frontend thầy đang code ở local đúng không, thầy thì thầy sẽ chở tới đâu, thầy sẽ có một con backend thầy chở ở phía local của thầy. Nhưng mà khi các bạn deploy lên server ấy, thì các bạn tưởng tượng này, à, ở frontend bạn đang chở tới localhost 3000 chẳng hạn, nhưng trên server nó có localhost 3000 không? Nó không có đúng không? Thì khi đó bạn phải đổi cái link. Đấy, thì khi đó thì mỗi một cái môi trường khác nhau mình sẽ có một cái NV khác nhau. Ví dụ như ở cái môi trường này thầy sẽ có một cái biến là base URL đấy bằng bằng chị không cần đóng mở cái nháy rồi nha. Đây chính là cái đoạn như này, hoặc là bỏ bớt chữ admin luôn cũng được, hay là admin cũng được như này, được chưa? Đó thì thầy khai báo NV như này rồi. Thì trong đó bây giờ thầy sẽ có một cái file constant, vẫn tạo một cái src, thầy vẫn tạo một cái folder là const
À, trong đấy thì có một cái file là index.js chưa? Đó, thầy sẽ tạo là list. Đấy, một cái là URL thì thầy sẽ lấy ở đâu ra? Nó sẽ bằng pros. Process is sai rồi. Pro process cái thế nào nhỉ? Từ xếp tài liệu lại. Ví dụ như thế này. Đây. Nó sẽ là process.nv là chấm cái biến biến môi trường của mình ấy. Và chấm lên cái tên biến mình khai báo, ví dụ React Base đây. Như này chẳng hạn. Báo. Phải phải đâu đấy. Gì đấy đấy, bỏ qua rồi đấy, không đấy xài được cái đấy thì mình viết trực tiếp trong đây luôn rồi, mình nhớ mình có cái biến này vậy rồi. Thì ở đây nhá, thay vì phải gọi khi mà submit thì thầy gọi on submit thế này, thì ở đây á, thầy sẽ sử dụng một cái, các bạn vô trực tiếp cái trang chủ của ASIOS, các bạn search cái từ từ bay này, nó có một cái đó là tạo ra một cái instance, instance giống như kiểu là một cái lớp ấy. Đấy, thì ở đây thầy sẽ tạo một cái con một cái instance, ví dụ ở đây thầy sẽ tạo là ASIOS client chẳng hạn, chưa thì mình sẽ có cái thành phần config cái bay URL, à có là cái thành phần URL chung á, thì nó chính là cái đoạn này đúng không, không cần bay đấy nữa, mà mình sẽ lấy từ cái biến này process.nv chấm này thay thế vào đây rồi timeout không cần, header cái gì đó không cần này thôi. Thì bây giờ mỗi lần mà gọi API này chưa, thì thay vì phải gọi cái asios.post này chưa và url và data, thì thầy không gọi cái asios mà thầy sử dụng cái thằng asios client chưa, rồi asios client sau đó thì khi mà gọi rồi ấy, thì URL của thầy này nó không cần phải là full cái path này nữa mà nó bỏ đi, ví dụ bên cái file NV là thầy config nó dài tới chữ admin mà không có dấu diệt đằng sau đúng không, cái này quan trọng này, có hay không có dấu diệt đằng sau thì tới admin và không có dấu diệt đằng sau, thì đoạn này thầy phải thêm cái này, URL của thầy nó chỉ như này thôi, ngắn hơn chưa đúng không, bởi vì phần thành phần domain ở trước là hầu như là khi mà mình viết một con app á, thì thành phần domain nó sẽ giống nhau hết, nó chỉ khác nhau cái thành phần tiền tố ở phía sau thôi, à hậu tố phía sau thôi. Thì bây giờ thầy sẽ cắn cái URL vào đây, thầy thử test xem nó có chạy không nha, F12 lên. À, vừa nãy là thầy đang để slow 3G, thầy tắt một số test, một số tính năng chạy lâu lắm, thế là giờ F5 lại, network clock xóa hết đi, rồi nút của thầy đâu, call API đúng không, network này, call API này, kích cái cannot port, à header localhost sẽ 3000, khi mà nó hiển thị như này nghĩa là thầy đang config bị sai, à, config bị sai đâu, config bị sai nó không chạy được. À config bị sai thì thầy nghi ngờ là cái instance của thầy nó đang chạy không đúng. Thầy khai báo cái instance ở đây đúng không? ASIOS client đây. ASIOS.create thì thầy nghi là cái bay URL của thầy nó đang không đúng. Thầy lốc này. Thầy là thầy biết tại sao nó không đúng rồi đấy. Đấy. Nhưng mà demo cho các bạn coi luôn. Thầy lốc thì nó không rồi. Năm lại đi cho chắc. Con API này, kích này, bay URL bằng undefined.
chính vì undefined nên là nó sẽ không không có cái thành phần phía trước của cái chữ siệc như này đúng không, mà nó không có thành phần HTTP hoặc là HTTPS đầu á, thì nó sẽ hiểu là tự động nó mặc định nó thêm localhost sạch 3.000 vô. À, lấy cái domain hiện tại á, là chính là cái đoạn này này. Được chưa? Thì tại sao nó lại không được? Bởi vì NV là biến môi trường, mỗi lần thay đổi biến môi trường mình cần redeploy lại. Thế nên là ở đây á, thầy cần phải tắt cái web đi, cần cho C này đi này. Đấy, xong rồi gian sờ tạc lại đó, đợi một xí này đó. 12 lên này. Rồi. Mình kích vào Code API, thấy chưa? Ủa, sao vẫn bay ra là từ bình định. Có gì đó sai sai ở đây. Oh NLV. Process.nlv. Process.nlv chấm gì ạ? Byurl. NLV ạ. Byurl thì bằng cái đoạn này. Lý thuyết là không sai, nhưng mà nó vẫn không lốc được ra cái process.nlv này. Thế nên là nó mới bị lỗi. Reset thêm thôi. React NLV variable undefined đúng không? Nó kêu là process.nlv chấm chấm cái đó không được. À, nó kêu này, the variable must physically quit React app, xong đằng sau là một cái chữ gì đó. Nghĩa là đây là thầy phải ghi ghi như thế nào? Cái cú pháp, cái cấu trúc của nó là luôn luôn phải có chữ React app đằng trước. Được chưa? À, thầy sẽ ghi là React app byurl. Có là đoạn đầu nó phải có chữ cái tiền tố là React app. Còn đoạn sau là có gì thì không cần biết. Rồi, lưu lại này. Thì bây giờ thầy ở đây thầy sẽ thay thế cái byurl bằng cái này. Và như thầy nói đó, mỗi lần mà thay thế cái này thì phải làm sao? Chạy lại, đúng không? NV được cập nhật. Và một lưu ý này, cái biến NV người ta sẽ không bao giờ đẩy lên, người ta luôn ignore nó ở trong cái NV đấy, chấm NV, người ta luôn ignore nó, gọi là không đẩy cái biến NV lên, bởi vì biến nó là biến môi trường mà, mỗi người một môi trường khác nhau, máy thầy khác, máy với bọn em khác, hay là một server khác, không bao giờ đẩy NV lên, mà người ta sẽ tạo ra một cái file gọi là NV chấm xem example đấy, để làm mẫu, được chưa? Đấy, và khi khi người ta put là người ta put cái file này lên, và giả sử như thầy đẩy lên, thầy sẽ có biến NV là của thầy ở máy riêng, nhưng mà khi mà thầy đẩy lên á, bọn em sẽ lấy về và biết, và mỗi máy của bọn em có một cái biến NV khác nhau đúng không? Bọn em sẽ copy cái file example này ra, tạo thành một cái file NV khác và bọn em thay thế những cái biến phù hợp. Giả sử như là thầy đang chọn đến DB của thầy, còn bọn em thì chọn đến DB của bọn em hoặc một cái API fake của bọn em. Hiểu chỗ này không? Nghĩa là mình sẽ config riêng biệt ở mỗi một cái, cùng là cái tên biến như thế này, là bọn em chỉ cần sửa đúng ở cái vị trí này thôi. Còn tất cả những chỗ khác thì nó đang lấy cái byurl ra để xài rồi. Nên là bọn em xài nó sẽ không vấn đề, không bị lỗi. Rồi. Sao đỏ nhiều thế? Khi bị trùng không sao. Kệ. Ấn Code API này. Đó thấy chưa? byurl bây giờ nó có nguyên một chuỗi được chưa? Và network thì chắc nó thành công rồi đó. Login này. Rồi. Quay loát. Preview không có. À, thầy nghĩ là do nó đang bị thiếu header. Thiếu header thì mình thêm cái header này vô. Được
thêm cái file đó thì mình sửa đó, mình không cần sửa, mình không cần phải redeploy lại. Header không có gì luôn. Xem thử nó còn config cái gì không. Header main. Một số cái thành phần config nâng cao của nó, proxy, bla bla hết. Hết là thay transition, ok. Giờ login mới thành công này, bởi vì thầy config đúng cái kiểu của header rồi. Ok rồi, lá gọi API thành công. Mình sẽ có cái lợi là mình sẽ rút ngắn được cái URL rất nhiều. URL mình chỉ còn này thôi, thậm chí là nó ngắn như này thì thầy không cần phải tạo biến nữa, thầy ghi trực tiếp URL trong đây luôn. Ok nhá. Rồi, nhưng bọn em sẽ thấy một vấn đề nữa này, là cái này là gọi là cái instance được chưa. Cái lớp này này mình sẽ sử dụng ở rất nhiều nơi. Nếu mà thầy khai báo const cái này thì nghĩa là biến này nó ở đâu? Biến này là cục bộ ở trong đây thôi đúng không? Nó chỉ có phạm vi ở trong cái scope là on submit async thôi. Nó trong function này nó mới có cái async client được chưa? Thế nên là thầy á, thầy sẽ tạo ra một cái file, một cái folder hoặc là trong helper thì cũng được này. Thầy tạo một cái tên là async client.json. Đấy. Và thầy đưa cái thằng này vô qua đấy. Đây. Ở cái thằng này nó đòi hỏi Axios này, Axios đâu? Axios ở đây. Không, không phải default đó. Không phải sai Axios rồi. Đây Axios to from Axios này thôi. Đây. Được chưa? X default con. Default con luôn. Rồi, ở đây thì khi mà xài thì thầy sẽ chỉ cần import cái Axios client thôi. Từ helper, đó. Thì tất cả những file khi mà thầy cần call API, thầy chỉ cần phải import cái này thôi. Axios này không cần nữa. Axios này thì vẫn cần. Đấy. Thì sau này á, thầy chỉ cần import thay vì sử dụng trực tiếp thằng Axios này. Rồi. Được chưa? Các bạn tưởng tượng cái Axios này sẽ là một Axios thô. Nên là thầy sẽ lấy từ cái Axios này. Thầy tạo ra một cái dùng cái instance này. Thầy tạo ra một cái Axios mà nó có một số cái config ở trong đó. Giả sử có URL, có header. Sau này mình sẽ config thêm rất là nhiều cái ở trong đó nữa. Thì thầy đã đóng gói hết cục lại. Nó có tên là Axios. Hoặc cái tên này các bạn có thể đặt là cái gì cũng được, hay là config Axios hay là custom Axios hay cái gì đó, miễn sao mình gợi ý và nó có ý nghĩa là được. Thì khi đó thay vì thầy lấy trực tiếp cái này để code API thì thầy lấy cái instance này để thầy code API. Nghĩa là instance này nó kế thừa lại Axios, nó thêm một số cái thuộc tính cần thiết, sau đó thì nó dùng cái thằng đấy để gọi, hiểu không? Chắc hiểu không? Giống như là thằng này nó cung cấp cho bạn một cục súng, khẩu súng đúng không? Khẩu súng không có gì cả, khẩu súng AK bình thường. Đấy, mình còn thích lại, mình kế thừa lại khẩu súng đó. Mình mua thêm đạn, mình lắp vô. Qua đây mình bắn. Đúng không? Đó, đấy. Cái kiểu hoạt động như thế. Thì tất nhiên là bởi vì cái instance này mình sẽ sử dụng toàn bộ web của mình. Nên là mình sẽ phải đưa ra ngoài đúng không? Ví dụ sau này ở trong đấy nhá. Ngoài cái Axios client này, thầy sẽ có thêm ví dụ Axios client, Axios admin chẳng hạn. Đúng không? Axios admin thì không phải là React app bay URL nữa. À, đây. NV view, thầy ví dụ nhá. Đây, admin.
Không phải bay URL, user đi. Đấy, ta không phải chọn admin mà chọn đến user chẳng hạn. Thì ở đây thầy sẽ config là như thế này. Đúng không? Xong rồi thầy sẽ chỗ nào xài trong app. Xài Axios Client đâu rồi? Đây. Thì thầy xem Axios Admin và thầy gọi đến Axios Admin. Đúng không? Thì nó cũng vẫn chạy bình thường thôi. Mà hình như là thầy có cái Axios Admin thật luôn đấy. Đó. Ví dụ đấy là code template của thầy. Phải thử nó chạy không nhỉ? Mình vừa tách ra nhưng mà mình chưa thử lại đúng không? Xem thử khi tách ra thì ấn call API có login được không? Vẫn thành công này, vẫn trả response token này. Ok. Đó, thế là xong. Được chưa? Thì các bạn về hãy follow theo cái mô hình này của thầy. Gọi là tách ra một cái xong. Có bên này. Đấy, tách ra một cái helper trong nó có một cái Axios Client, nói chung là một cái file JS riêng, nó giống như cái file một cái hàm helper hoặc là một cái constant gì đó. Sau đó các bạn gọi, thì khi đi làm các bạn hãy cũng tuân thủ theo cái quy tắc này giúp thầy, nghĩa là những cái gì mình có thể đóng gói xài chung được thì đưa ra ngoài để xài chung, đừng có viết riêng ở từng file. Hôm bữa thầy review code ở công ty nó có một cái khá hay, bạn đặt một tên biến const một cái biến 10.000 bằng 10.000, nghe hợp lý không, nghe hợp lý không, các bạn thấy hợp lý không? Nghe thì hợp lý, 10.000 thì đúng là 10.000, nếu bằng 10.000 là đúng, đúng không? Nhưng mà bản chất thì cái biến nó là vô nghĩa. Vô nghĩa không phải là bởi vì là nó là 10.000, mà là khi mình đặt cái biến nó là phải bằng 10.000 đúng không? Và cái logic của nó là đưa vô, cái bạn đang đưa vô, ví dụ như là quy đổi ngoại tệ đi. Được chưa? Thì ngoại tệ hôm nay nó sẽ là 23.000 chẳng hạn. Đấy. Chẳng nghĩa bạn ấy đặt tên là 23.000. Được chưa? Xong nó là 23.000, xong hôm sau mà giả sử cái ngoại tệ nó tăng lên 24.000 thì bạn sẽ để nguyên 23.000 vẫn là 23.000, xong bạn sửa thành số 24.000, hay bạn sẽ phải sửa cái số 23.000 23 thành 24 kiểu như thế đúng không? Thì cái biến ấy thực ra là đặt tệ biến nhưng mà lại chả có ý nghĩa gì cả. Bữa sau cái ngoại tệ nó thay đổi bạn cần phải đổi lại. Nếu bạn đã đặt là ví dụ là cái gì nhỉ? Convertible rate chẳng hạn, đó là tỷ lệ chuyển đổi đúng không? Thì bữa sau bạn có thể sửa cái số thành 24, 25 hay 27.000 không ăn không suy nghĩ gì, bởi vì bản chất là cái số nó đang tượng trưng cho cái tỷ lệ ngoại tệ của gọi là hội tỷ giá hối đoái đúng không? Đó thì các bạn đặt tên biến lưu ý cái trường hợp đấy giúp thầy, đừng có thấy nó là 10.000 thì mình đặt là 10, xong thấy nó one là đặt là one đúng không? Giống như bữa trước đó, mình có step 1, step 2, step 3 đấy, xong trường hợp cái business đấy chẳng hạn nó đổi đi chẳng hạn thì bạn sẽ phải đặt là step mấy. Giả sử nó bỏ, nó không xài step 3 nữa thì tự nhiên step 1, 2 xong nhảy cái đến 4 à. Đúng không? Thay vào đó thì mình sẽ sử dụng cái giống như bữa trước đó. Mình sử gọi đến một cái tên nó có ý nghĩa. Ví dụ như là validate email step rồi là validation info step chẳng hạn. Đấy là một chút chia sẻ của thầy. Đó, code thì thầy sẽ đẩy lên liền luôn. Rồi. Giờ mình điểm danh cuối giờ cái nhỉ. Số 1 Bảo Nguyên. Số 2 Ngọc Mẫn. Số 3 Nguyễn Oanh. Số 4 Cáp Kim Trầm. Số 5 Công Trung. Số 6 Bảo Hưng. Số 7 Bảo Minh. Số 8 Lê Hùng. Bảo Minh. Đây có bạn Bảo Minh nữa thôi à. Rồi còn bạn Kim Trầm đâu ta? Không thấy luôn. Ok. Các bạn có sẽ nghỉ. Nhớ về làm bài tập nha. Còn cái bài hôm nay nộp thì thầy sẽ chốt xem ai nộp thì chấm. Nộp chưa? Lớp mình nộp hết chưa? Không có cái bài lít nhạc ấy. Không có cái mùa xuân đấy đâu. Bài nào ra bài đấy.